Hồi 176, Tam phiên dâng biểu thử lòng vua. Bọn vương công, tướng quân ủng hộ Tô Phi Á tương đối ít người hơn phe kia. Nàng liền triệu tập những nhân vật đầu não vào cung nói cho hay kế hoạch của Vi Tiêu Bảo. Tô Phi Á trong tay nắm giữ binh quyền ở Mạc Tư Khoa, nàng không lên làm nữa xa hoàng được vì trong nước chưa có tiền lệ. Bọn đại thần nghe đến mưu kế tôn nàng lên làm nhiếp chính vương đề cho là tuyệt diệu. Vì điều khẩn yếu là nắm đại quyền vào tay, còn làm sa hoàng hay không chẳng có gì quan hệ mọi người thương nghị hồi lâu lại nghĩ ra biện pháp nữa là lập người em ruột của tô phi á tên gọi y phàm lên làm đại sa hoàng còn bỉ đắc vẫn làm vua và gọi là tiểu sa hoàng đại tiểu sa hoàng cùng ngồi chấp chính thì phe ủng hộ bỉ đắc tất không ai phản đối nữa tô phi á công chúa làm nhiếp chính nữ vương xử lý hết mọi việc triều chính mọi người bàn định kế hoạch xong xuôi Tô Phi Á lập tức tụ hội các hỏa thương doanh, lại triệu tập toàn thể vương công đại thần vào chiều. Nàng tuyên bố tân pháp độ với quần thần dùi hứa đảm bảo chức quyền cho các đại thần, quyết định không tự ý phế bỏ một ai. Người nào ủng hộ chế độ này đều được thăng thường. Bọn vương công, đại thần thấy quyền lợi của mình không bị tổn thương, lại chẳng hại gì đến luật lệ của tiên triều, nên không ai có lời dị nghị một người dẫn đạo đầu tiên nhìn về phía tô phi á nữ nhiếp chính vương khom lưng hành lễ. Các quan đều giam giáp làm theo, tô phi á vui mừng khôn xiết liền sai người mời đệ đệ là y phàm vào chiều. Đồng thời buông tha bỉ đắc tiểu sa hoàng ở trong hầm rượu ra. Cả hai vị đều làm hoàng đế kêu bằng đại tiểu sa hoàng. Nàng ngồi ở phía dưới hai em để đình thần tung hô. Bá quan tâu bày công việc triều chính cùng đề nghị thưởng phải đều do nữ nhiếp chính vương cho quyết định. Hiện nay y phàm 16 tuổi, Bỉ Đắc mới lên 10. Cả hai cùng nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, nhất thiết mọi việc đều nghe theo chủ trương của tỷ tỷ. Tô Phi Á thấy mình nắm được đại quyền vào tay rồi liền nghĩ đến ngay công ơn của thằng nhỏ mà là quan to ở Trung Quốc. Nếu không được gã liên tiếp nghĩ dù mấy phen rượu kế thì hiện giờ nàng còn bị cầm tù ở Liệp cung. Sau mấy tháng nữa hoàng thái hậu na đạt lệ á chắc còn bức bách nàng phải cắt tóc đi tu suốt đời làm ni cô trong một tòa am triển tối tăm lạnh lẽo nàng nghĩ tới mạch vận bi thảm nào không rét mà run nàng liền truyền vi tiểu bảo đến hết lời tán tụng gã như một vị thiên thần vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng những kế hoạch của ta người trung quốc coi là rất tầm thường chẳng có chi kỳ lạ ta ở trung quốc là một kẻ hèn nhát ngu si không ngờ lại biến thành gia cát lượng ở nước la sát mới đáng tức cười. Gã toàn ba hoa khoác lác một hồi, nhưng nghĩ lại có điều không ổn, vì nếu nàng công chúa la sát kia coi gã là gia cát lượng thật sẽ lưu lại bên mình để phò tá trong những công việc quốc gia đại sự thì vĩnh viễn không buông tha cho trở về Trung Quốc nữa. Gã liền nói, Tâu nữ nhấp chính vương nương nương, này nương nương làm nhấp chính vương, sau này lên làm nữ sa hoàng chẳng có gì khó khăn nữa, nương nương chỉ cần tuân giữ một điều là mọi người đều tâm phục. Tô Phi Á hỏi, điều gì, nói lệ cho ta nghe. Vì tiểu bảo đáp nhất ngôn ký xuất, tam đầu mã sa nan truy. Vì tiểu bảo thấy ở Trung Quốc người ta thường nói, nhất ngôn ký xuất tư mã nan truy. Nay ở nước la sát gã đổi thành, tam đầu mã sa nan truy. Tô Phi Á không hiểu liền hỏi, tam đầu mã sa nan truy là gì? Vì tiểu bảo đáp nghĩa là nương nương đã nói câu gì nhất định phải theo cho đúng. Hoàng đế bên Trung Quốc nói ra câu gì, người ta kêu bằng kim khẩu của Đức Hoàng đế đã tuyên ngôn thì có chết cũng thôi chứ không canh cài. Tô Phi Á hiểu ngay, cười hỏi, phải chăng ngươi sợ ta thay đổi ý kiến về những điều ta đã ưng thuận với ngươi? Thằng con nít Trung Quốc thân ái của ta ơi, lời nói của nữ nhiếp chính vương nước La Sát là câu tuyên ngôn của Bảo Thạch Khẩu, chứ không phải chỉ kim khẩu mà thôi, vì Bảo Thạch Khẩu còn chân quý hơn kim khẩu của Hoàng đế bên Trung Quốc nhiều. Nàng liền hạ dụ phong vi tiểu bảo làm ba tước cai quản địa phương thác đát ở mặt đông và chỉ huy quân đội ở xứ này. nàng lại sai quan đại thần viết một phong quốc thư gửi cho hoàng đế trung quốc do vi tiểu bảo đem về. đồng thời nàng phái một tên sứ thần nước nga lãnh hai đội kỵ binh kha tát khắc theo đi hộ tống. nàng còn tặng rất nhiều kim ngân tài vật vì tiểu bảo trước đã đốt lót nàng mười mấy vạn lạng bạc, nay nàng trả lại hết. ngoài ra còn rất nhiều lễ vật đưa sang biếu hoàng đế trung quốc. Những đồ biếu này đều là đặc sản rất quý trọng của nước La Sát như Gia Cừu, Bảo Thạch. Tô Phi Á đã lựa mấy tên trai tráng xinh đẹp người La Sát để bầu bạn với mình chứ không đến thân nhiệt với Vi Tiểu Bảo nữa. Nhưng lúc Vi Tiểu Bảo sắp từ biệt lên đường, nàng nghĩ tới mối ân tình trong mấy tháng ở chung với gã, lại cảm kích gã đã làm giúp bao nhiêu kế hoạch để đưa nàng đến bước vinh quang, làm nàng xúc động vô cùng, sinh lòng quyến luyến không nỡ rời tay theo chính sử Nga La Tư thì đội hòa thương thủ làm loạn trong 3 ngày từ 15 đến ngày 17 tháng 5. Ngày 29 tháng 5 những hòa thương doanh đều đặt dưới quyền chỉ huy của Tô Phi Á, Y Phạm và Bỉ Đắc đều được mời lên ngôi Sa Hoàng, còn Tô Phi Á công chúa làm tổng lý nhiếp chính vương. Cuộc nổi loạn chấm dứt và hòa bình trở lại vào khoảng trung tuần tháng 6. Lúc này tiết trời nắng ấm vì tiểu bảo cưỡi tuấn mã và được đội kỵ binh kha tắc khắc hộ vệ xuyên qua cánh đồng cỏ rộng mông minh ở xứ tây bá lợi á gió xuân mát mặt vó ngựa vang tai thật là oai phong lẫm liệt vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng lần này ta thoát chết quả thật là may mắn chẳng những cái mạng nhỏ xíu của mình được toàn vẹn mà còn giúp cho công chúa nước la sát bao nhiêu công trạng lớn lao sở dĩ ta nên việc là hoàn toàn trông vào những lúc nghe sách cùng bi coi hát hàng ngày nên biết mấy ngàn năm lịch sử trung quốc đã diễn ra biết bao cuộc tạo phản thoán đế và những vụ chém giết tơi bời người trung quốc dĩ nhiên đầy đủ kinh nghiệm hơn hết mọi nước trên thế giới vì tiểu bảo bất quá mới được nghe chút vỏ ngoài truyền tụng ở dân gian thế mà cũng đủ giúp cho nước ngoài mưu đồ thoán vị định quốc an bang thực ra vụ này chẳng có chi là kỳ lạ nhà mãn thanh mở nước các tướng đều vô học hủ lậu bao nhiêu cuộc hành quân chiến đấu cùng những mưu lược đánh thành đoạt lũy trông cả vào pho tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa ngày trước thanh thái tôn dùng kế phản gián khiến cho sùng trinh hoàng đế nhà đại minh hạ sát đại tướng của mình là viên sùng hoán cũng giống như kế châu do khiến tào tháo tự giết thủy quân đô đốc của mình là thái mạo trương doãn trong chuyện tam quốc diễn nghĩa thực ra lịch sử tuyệt đối không nói đến vụ châu do lừa gạt tào tháo hạ sát thủy quân đô đốc nào hết không ngờ lời nói của tiểu thuyết gia lại biến thành sự thật có ảnh hưởng đến lịch sử mấy trăm năm của nước Trung Quốc mới thật là kỳ, ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Lời chú của tác giả, vụ hỏa thương doanh làm loạn ở Nga La Tư, Ý Phàm và Bỉ Đắc cùng làm đại tiểu Sa Hoàng, Tô Phi Á làm nữ nhiếp chính vương đều có chép trong lịch sử nước này. Còn vụ người Trung Quốc là vi tiểu bảo có tham dự vào những vụ đó hay không? Lịch sử nước Nga tuyệt không nói đến e rằng Trung Quốc sử cũng khó lòng tra khảo ra được. Nhắc lại vi tiểu bảo đưa sứ thần nước la sát về theo. Đoàn người đi mãi, một hôm về tới Bắc Kinh, bọn khang thân vương, sách ngạch đồ cùng vương công đại thần thê gã trở về một cách đột ngột, ai nấy vừa kinh hãi vừa vui mừng. Nguyên hôm ấy gã đem đoàn thủy binh ra biển rồi từ đó mất tích. Triều đình đã mấy lần phái người đi điều tra, ai cũng trở về nói là biển cả mênh mang, chẳng có một vết tích chi hết lại không thấy một con thuyền hay một tên lính nào trở về nhà vua yên trí rằng vi tiểu bảo cùng đội chiến thuyền ngẫu nhiên gặp bão ở giữa biển toàn quân đã bị chìm đắng tin tức vi tiểu bảo về tới nơi bào vào cung vua khang hy lập tức triệu gã vào bệ kiến vi tiểu bảo thấy nhà vua vẻ mặt tươi cười gã khấu đầu bái kiến rồi lược thuật những chuyện đã trải qua nhà vua sai gã đi chuyến này với mục đích tiêu diệt thần long giáo và bắt giả thái hậu hiện nay nghe nói thần long đào đã bị đánh phá nhưng giả thái hậu chưa bắt được tuy nhiên gã lại kết được bằng hữu với nước la sát nhà vua thấy vi tiểu bảo bình yên trở về mặt rồng hớn hở lại thấy nói nước la sát gửi sự thần đến bái kiến càng lấy làm vui lòng liền hỏi kỹ lại mọi tình hình vi tiểu bảo tường thuật từ đầu đến cuối khi gã nói tới vụ giúp tô phi á thúc giục đội hòa thương làm loạn và vụ lập hai vị đại tiểu sa hoàng còn công chúa la sát làm nữ nhiếp chính vương đức vua cười khanh khách phán còn mẹ nó người học được cái khôn của nhà đại thanh ta rồi đem qua nước la sát dạy cho nữ quỷ hôm sau vua khang hy ra triều tuyên triệu sứ thần nước la sát vào bệ kiến cả triều đình chỉ có một mình vi tiểu bảo là hiểu tiếng la sát thật ra tiếng la sát rất khó học vi tiểu bảo mới ở bên đó có mấy tháng nên chưa biết được nhiều những lời chúc tụng của sứ thần nước La Sát trong 10 câu có đến 9 câu gã không rõ nghĩa, nhưng gã coi thường, vì chẳng ai hiểu tiếng La Sát, gã cứ bịa đặt nói ra. Ngày trước gã đã học thuộc bài văn bia của Lục Cao Hiên có những câu hàng mấy nghìn năm, mới có một nhà đại thanh, uy linh hiền hách, tế độ lê dân, gì gì, gã liền nói ra. Vì tiểu bảo vừa nói vừa liếc mắt dòm trộm vua Khang Hy. Gã thấy lòng nhan vui vẻ, cười nói mê ly thì biết bài văn kia có thể dùng được. Gã liền cất tiếng giọng rạc đọc hàng yêu phục ma, như nhật sơ thăng, vũ dược phụ tá, thổ cố nạp tân, vạn thọ bách tường, vô bất phong đấng, tiền phúc vĩnh hưởng, phổ thế sùng kính, thọ giữ thiên tề, văn võ nhân thánh. Tu du, thiên hiện, gã đọc tới hai chữ, thiên hiện, liền dừng lại nghĩ thầm, nếu ta còn đọc tiếp tất phải lòi đuôi cáo ra gã liền nói tiểu sa hoàng và nhiếp chính vương nước la sát dâng lời chúc tụng hoàng đế trung quốc cầu mong đức vạn tuế thánh thọ an khang bài văn đó nguyên là của lục cao hiên soạn ra để tán tụng hồng giáo chủ ở thần long giáo bây giờ vi tiểu bảo đem ra đọc thuộc lòng tuy không được hợp tình cảnh cho lắm nhưng những câu văn võ nhân thánh thọ giữ thiên tề đúng là những câu chúc tụng một vị đế vương vua khang huy cũng biết những câu văn thanh nhã cổ kính này nhất định vi tiểu Bảo chẳng thể ứng khẩu dịch ra được, mà là gã đã thương lượng với sứ giả chuẩn bị từ trước, bây giờ gã thuộc lòng rồi cứ thể mà đọc. Nhà vua tuyệt đối không ngờ đó là bài văn chúc tụng hồng giáo chủ mà vi tiểu bảo đã đem dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Sứ thần nước La Sát lại đưa trình những lễ vật của nước La Sát dâng biếu. Nguyên khí hậu nước La Sát còn có phần lạnh giá hơn cả miền liêu đông nước Trung Quốc, nên những loại đặc sản như da điêu, da hồ vừa dày tuyệt vừa mịn màng, đẹp hơn thổ sản liêu đông nhiều. Bọn đại thần người Mãn Châu đều là những tay sành sỏi về những thứ thổ sản này. Họ vừa ngó thấy đã biết ngay là của quý và tấm tắc khen không ngớt miệng. Vua Khang Hy liền hạ chỉ cho vi tiểu bảo khoản đại sứ thần một cách trịnh trọng và dặn gửi tăng phẩm vật Trung Quốc đưa về tặng lại cho Sa hoàng cùng nhiếp chính vương nước La Sát. Sau khi bãi chiều vua Khang Hy triệu thang nhược vọng và Nam Hoài Nhân vào cung ra lệnh cho hai người đó đến hội kiến với sứ thần La Sát. Nam Hoài Nhân là người nước tỷ lợi thì cũng nói tiếng Pháp Lan Tây, một đằng sứ thần nước La Sát lại thảo Pháp ngữ. Hai bên trò chuyện với nhau ý hợp tâm đầu, Nam Hoài Nhân hết sức tán tụng vua Khang Hy là một vị anh quân đức đổ, xưa nay ít có vị đế vương nào bi kịp. Sứ thần La Sát khâm phục nhà vua Trung Quốc không biết đến thế nào mà kỳ hôm sau vua khang huy lại sai thang nhược vọng mở cuộc thao diễn pháo binh và tác xạ ở trong khu vườn mé nam hoàng thành vì tiểu bảo bồi tiếp sứ thần la sát ra quan sát cuộc thao diễn này sứ thần thấy hỏa lực hùng hậu tác xạ chuẩn đích lại càng ngấm ngầm khâm phục nhà vua còn sai nam hoài nhân chuyển lời giao hảo mật thiết của hoàng đế trung quốc đối với nữ nhiếp chính vương nước la sát từ nay hai nước hòa hiếu vĩnh viễn coi nhau là huynh đệ chi bang sứ thần nước la sát từ biệt ra về rồi. Vua Khang hy nghĩ tới vì tiểu bảo chuyến này xuất trinh đã tước bỏ được hai phe cường viện của ngô tam quế, công lao gã không phải là nhỏ. Nhà vua liền dáng chỉ phong cho gã làm nhất đẳng trung dũng bá. Vương công đại thần lại một phen tới tấp đến chúc tụng gã. Vì tiểu bảo nhớ tới bọn thi lang, hoàng tổng binh, tự hỏi tại sao không thấy một người nào trong bọn họ trở về. Gã cho là chủ thoái mất tích trên mặt biển, mà chủ soái lại là người thân cận thứ nhất của nhà vua, nên chúng sợ hoàng đế nổi lôi đình khép vào tử hình vì đã tục lùi lúc lâm trận để hư việc nước. Chắc bọn chúng còn đang lạc lõng ngoài thông cật đảo, gã nghĩ vậy liền phái hai tên sứ giả và chỉ điểm đường lối cho chúng ra thông cật đảo và thần long đảo để đón thi lang về kinh. Một hôm vua Khang Hy Triệu Vi tiểu bảo vào ngự thư phòng, trò ba bản tâu trên mặt bàn, hỏi gã tiểu quế tử, ba bản tấu này của ba nơi gửi về, Người thử đoán oi là biểu tấu của những ai? Vì tiểu bảo lư cổ ra ngó vào ba bản tâu mà chẳng thấy dấu vết gì để có thể phỏng đoán. Gã liền đáp chúa thượng có hở cho một chút đầu mối thì nô tài mới đoán được, bằng không nô tài đành chịu. Vua Khang Hy mỉm cười, giơ tay mặt làm tư thể chém ba cái đầu đồng thời đánh dứ một trường. Vì tiểu bảo cười đáp phải rồi, đúng là bản tấu của bọn đại gian thần ngô tam quế, thượng khả hy, cảnh tĩnh trung nhà vua lại mỉm cười phán hỏi, ngươi quả là thông minh, bây giờ ngươi lại đoán coi ba bàn tấu này nói gì. Vì tiểu bảo gãi đầu gãi tay hỏi lại, cái này thật khó đoán, phải chăng ba bàn tấu đã gửi đến cùng một lúc, vua Khang Hy đáp có bản đến trước, có bản đến sau, nhưng chỉ cách nhau mấy ngày thôi. Vì tiểu bảo nói, chắc là ba tên đại thần đó đều có định kiến giống nhau. Nô tài tuy không đoán ra được, trong nội dung ba bản tấu chúng đa nói gì nhưng chắc chúng có ý nghĩ bất lương. Nô tài dù không đoán chúng hẳn thì cũng không sai là mấy. Vua Khang Hy giơ tay lên khẽ đập xuống bàn một cái rồi đáp, đúng thế, bản tấu thứ nhất của Thượng Khả Hy, hắn nói là đã già, muốn được về dưỡng lão ở Liêu Đông. Xin để cho con là Thượng Chi Tín ở lại chấn thủ tỉnh Quảng Đông nhà vua ngừng lại một chút rồi nói tiếp ta cho hắn hay nếu hắn trở về liêu đông thì bất tất phải để con lại ở quảng đông ngô tam quế nghe được tin này liền tiếp tục gửi bản tấu về cho ta vua khang huy cầm một bản tấu giơ lên nói bản tấu này của ngô tam quế hắn nói kẻ thân chuyên đời thọ lãnh thiên ân quên mình cũng khôn đáp chỉ biết tận tụy ở nơi phiên trấn chẳng khi nào dám nghỉ vai nay nhân bình Nam Vương đã dâng sớ trần tình và được thánh thượng cho rút khỏi phiên chấn. Vì thần ngửa trong lượng cả cũng xin triệt hồi bản phiên. Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếc hư, đây là hắn muốn thử xem ta có dám triệt bỏ phiên chấn của hắn không? Hắn lại chẳng hành động một mình mà còn kéo bè với thượng khả hy và cảnh tĩnh chung cho thành bộ ba để ham dọa chấm. Vua Khang Hy lại cầm bản tấu thứ ba dơ lên nói, đây là bản tấu của cảnh tĩnh chung. Hắn nói, kẻ thần vì được tập tước đã hai năm có lẽ là hai mươi năm trong lòng khắc khoải trông về cửa khuyết nhưng vì hải đảo khôn lường vi thần chưa dám đề nghị bãi binh gần đây vi thần được bình nam vương thượng khả hy dâng sớ xin về đã được lãnh trì thần xin thánh thượng nghĩ tới kẻ bộ hạ khởi binh nam trinh đã ngoài hai chục năm mong rằng lượng thánh phê chuẩn triệt binh nhà vua nói tiếp một tên ở vân nam một tên ở phúc kiến xa cách nhau hàng muôn dặm mà sao hai bản tấu lại tương tự nhau mặt khác hắn nói không nên bãi binh một đằng lại xin triệt thoái mấy tên giặc này ấm ớ vậy thì còn coi ta vào đâu nữa nhà vua vừa nói vừa liệm bản tấu xuống bản ra chiều phẫn nộ vì tiểu bảo tâu đúng thế ba bản tấu này đã lộ ý phản bản toàn điều đại nghịch vô đạo tâu hoàng thượng chúng ta phen này phải phát binh tóm cỏ ba tên phản tặc đem về kinh sư chu di hừ hừ. Tận sát bọn đàn ông, còn đàn bà con gái thì thường cho công thần để làm nô bộc. Gã toàn nói, chu di tam tộc, chém chết cả nhà. Nhưng gã chợt nhớ tới A Kha và Trần Viên Viên, nên mới nói nửa câu rồi đổi giọng. Vua Khang Hy nói, nếu chúng ta phát binh trước không khỏi để tiếng cho bách tính trong thiên hạ đồn đại là ta có ý trừ diệt công thần. Rồi những tiếng đồn, hê chim bay công tên bỏ xó, thỏ chết. Rồi chó săn bị mổ, gì gì, toàn điều tiếng không hay. Chi bằng trước hết hãy triệt hồi phiên trấn thử xem ba người bọn chúng có động tĩnh gì. Nếu chúng tuân chỉ triệt binh, kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của triều đình thì vụ này sẽ bỏ qua. Bằng không ta sẽ phát binh tiễu phạt. Thế là danh chính ngôn thuận, vì tiểu bảo nói, hoàng thượng lo nghĩ thật chu đáo, kế hoạch không sơ hở chút nào, khiến cho kẻ vi thần khâm phục vô cùng. Nhân vụ này nô tài tưởng tượng ra một màn hát hội, hoàng thượng ngồi trên hỏi, kẻ quỳ dưới kia là ai? Ngô Tam Quế Tông, nô tài là Ngô Tam Quế bệ kiến thánh hoàng. Hoàng thượng quát hỏi, bớ Ngô Tam Quế, người thật là lớn mật, sao không ngừng đầu lên? Ngô Tam Quế Tông, kẻ vi thần phạm tội không dám ngừng đầu. Hoàng thượng quát hỏi, người phạm tội gì? Ngô Tam Quế Tông, nô tài mưu việc đại nghịch, toàn bề tạo phản để lên ngôi hoàng đế. Hoàng thượng lại quát, hư, quần này to gan thiệt, vì tiểu bảo đâu, nô tài chạy ra quỳ xuống tâu, có, có, có tiền tướng ứng hầu, hoàng thượng tuyên bố có lệnh tiễn đây, chấm phát cho người 10 vạn hùng binh chinh phạt phản tặc ngô tam quế. Nô tài đón lấy lệnh tiễn, miệng hô, vâng thánh hoàng lệnh dậy, quyết trừ khử ngô ra, đồng thời nô tài vung chân đá vào đích ngô tam quế đến té đái vãi phân. Ô hồ ai tai, phụ duy thượng hưởng. Vua Khang Hy bật cười khanh khách hỏi, người muốn đem binh đi đánh ngô tam quế ư? Vì tiểu bảo liếc mắt ngó thấy nhà vua lộ vẻ trào phúng liền bia ngay tiểu hoàng đế muốn bày trò dỡn cợt liền đáp, nô tài bất quá là một thằng nhỏ thì thống lĩnh đại quân thế nào được? Hay hơn hết là hoàng thượng tự mình làm đại nguyên soái cho nô tài làm chức tiên phong, gặp núi phải mở đường, thấy sông nước phải bắc cầu. Đại quân rầm rộ nhằm vân nam thẳng tiến vua khang hy nghe gã nói bất giác dạo rực trong lòng ngài cảm thấy việc ngự giá thân trinh ngô tam quế là một vụ rất thú vị liền nói để ta nghĩ kỹ lại xem sao đã sáng sớm hôm sau vua khang hy triệu tập vương công đại thần đến điện thái hòa thương nghị quan quốc đại sư vì tiểu bảo tuy đã thăng quan liền mấy cấp bậc nhưng ở triều đình quan chức hãy còn bé nhỏ đáng lý gã không đủ tư cách vào điện thái hòa bàn việc triều chính nhưng nhà vua hạ đặc chỉ nói là gã đã vâng lệnh đi sứ Vân Nam, biết rõ nội tình của Ngô Phiên, nên phải vào hậu giá bàn việc quân quốc. Tiểu hoàng đế ngồi trên long ngai giữa điện, các vị thân vương quận vương, hoàng thân quốc thích, đại học sĩ, thượng thư chia ban thị lập. Vì tiểu bảo đứng ở chỗ sau rốt mọi người, vua Khang Hy cầm ba bản tấu của thượng khả Hy, ngô tam quế, cảnh tĩnh trung giao cho quan đại học sĩ kim lễ bộ thượng thư là ba thái và phán bảo tam phiên dâng bản tấu khẩn cầu triệt binh vậy đối với sự vụ này ta nên làm thế nào các khanh hãy tâu quan nghe thử nhà vua lại bảo truyền các bản tấu cho vương công đại thần coi rõ rồi trình bày khang thân vương kiệt thư lên tiếng trước tâu hoàng thượng theo ngu kiến của tiểu thần thì tam phiên khẩn cầu triệt binh không phải là bản tâm muốn như vậy mà dường như có ý thử thách triều đình vua khang hy hỏi sao khanh biết thế Kiệt thư đã, cả ba bản tấu đều có chỗ nói đến quân vụ ở địa phương mình trách nhiệm trọng đại, không dám tê, tê tiện bỏ đi. Vậy mà dưới lại thỉnh cầu triệt binh, thật là mâu thuẫn rõ rệt. Quan đại học sĩ ở điện Thái Hòa là Chu Tô nói, theo ý kiến của mưu thần thì triều đình nên ban chỉ huy lão tam phiên nói là đức hoàng thượng rất trông cậy ở họ về công việc vương thất, việc triệt binh chưa bàn tới. Hồi 177 miệng nói huy anh hoang khéo đặt bầy, vua khang hy hỏi, theo ý khanh thì nên để tam phiên lại hay sao? Vệ chu tô đáp, xin thánh thượng minh giám, ngày trước lão tử đã nói, giai binh bất tường, thì dù việc binh đao tốt đẹp đến đâu cũng là điều bất tường. Sau có người tham khảo cho chữ, dai, là lầm, chính chữ, di, mới đúng. Duy binh bất tường, nghĩa là hễ động đến binh nhung đều là điểm ngờ. Lão tử còn nói, việc binh đao chỉ là điều bất tường, chứ không có tính cách quân tử chút nào. Nếu không phải vì chuyện bất đắc dĩ thì không nên dùng đến. Vì tiểu bảo ngầm nghĩ bụng, lão này thật là lớn mật, trước mặt hoàng thượng mà dám xưng một điều lão tử hai điều lão tử. Thế mà hoàng thượng vẫn không nổi giận mới kỳ, gã không hiểu lão tử đây chính là bậc thánh nhân đời xưa tên gọi lý nhĩ, chứ không phải bọn quê mùa hông hách tự xưng là lão tử hay lão gia. Vua Khang Hy gật đầu hỏi, bình đào quả là điềm dữ, chiến tranh quả là nguy hiểm. Đời xưa đã có lời minh huấn, mỗi khi xảy ra chiến tranh là lê dân lại phải lầm than cực khổ. Còn các khanh bảo chấm ban chỉ phù dụ, không cho triệt thoái phiên chấn, như vậy liệu đã kết liễu được chưa? Văn hoa điện đại học sĩ là đối khách nạp bước ra tâu, xin Hoàng thượng xét soi, từ ngày ngô tam quế chấn thủ tỉnh Vân Nam đến nay, địa phương đó được bình định quân man di không đến quấy nhiễu. Triều đình khỏi mối lo ở biên cương phương Nam, nay nếu triệt thoái phiên trấn ở Vân Nam, đưa mô tam quế về liêu đông thì e rằng giải vân quý có thể xảy ra hậu hoạn. Triều đình giữ lại phiên trấn, chắc ngô tam quế đầy lòng cảm kích, chỉ mong báo đáp tiên ân. Hai phiên thần cảnh tĩnh trung và thượng khả hy, cùng khổng quân ở Quảng Tây cũng đội ơn mưa móc. Từ nay bể lặng sóng yên, thiên hạ thái bình. Nhà vua lại gật đầu phán hỏi, theo lời Khanh thì dẹp những trọng trấn miền Tây Nam sẽ xảy hỏa hoạt ở biên giới phải không? Đối khách nạp đáp chính thế, thần nghe nói binh mã của Ngô Tam Quế rất tinh nhuệ, uy thế lẫy lừng, khiến bọn Man Di phải khiếp phục. Bây giờ điều động cánh quân này, họa phúc chưa hiểu ra sao. Theo ngu kiến của hạ thần thì thêm việc không bằng bớt việc. Quan hộ thượng thư là Mễ Tư Hàn nói, từ đời xưa các bậc thánh vương trị nước đều lấy yên dân làm gốc đời tây hán thiên hạ thịnh trị cũng vì theo chính sách của họ tiêu họ tào chỉ cầu yên tĩnh chứ không bới việc nay hoàng thượng thánh minh đức sánh tam hoàng hán đường thịnh thế cũng không bì kịp hoàng thượng từ ngày tiếp vị chấp chính không ưa mở công trình hiệu đại để bớt sức lao động cho muôn dân trăm họ đều cảm ơn đức theo ý nông nổi của ngu thần thì nên giữ nguyên tình trạng cũ bất tất phải thay đổi chi hết cứ thế là phong điều vũ thuận quốc thái dân an Thánh thiên tử thõng tay trị nước, khỏi lo lắng chi hết. Các vương công đại thần nói lui tới đều là chủ trương không nên triệt hồi phiên chấn. Vua Khang Huy lại hỏi đại học sĩ Đỗ Lập Đức Khanh nhận thấy thế nào? Đỗ Lập Đức đáp việc thiết lập tam phiên vốn là để đền đáp công lao cho kẻ phiên thần. Này tam phiên không phạm lỗi lớn mà dẹp bỏ đi thì khó lòng tránh khỏi điều chê bai của thiên hạ nói triều đình bạc đãi công thần đời tiên triều. Như vậy e thương tổn đến đức thịnh của bệ hạ. Vi tiểu bảo nghe mọi người nói toàn một giọng ra áo túi cơm. Tuy gã không hiểu mấy nhưng cũng biết chủ trương của họ đều muốn giữ chế độ phiên chấn lại. Trong lòng nóng nảy vô cùng, gã nhìn sách ngạch đồ đưa mắt ra hiệu lại lắc đầu quay quay. Gã mong lão lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người. Không ngờ sách ngạch đồ thẩy gã lắc đầu lại hiểu lầm. Lão cho là vi tiểu bảo thúc giục mình cũng nên lên tiếng phản đối việc dẹp bỏ phiên chấn. Mặt khác lão nhận thấy rằng vi tiểu bào đã hiểu rõ tâm ý của hoàng thượng, mà lão lại thấy nhà vua nghe những lời nghị luận của đại thần rồi không thổ lộ ý kiến để nguyên hay dẹp bỏ phiên chấn. Lão cho là tiểu hoàng đế không dám gây chiến với ngô tam quế, liền bước ra tâu bọn ngô tam quế, cảnh tĩnh trung, thượng khả hy đều giỏi nghề dùng binh. Nếu triều đình xuống chỉ dẹp bỏ phiên chấn là khích động bọn họ hưng binh tạo phản, triều đình khó bề chống chọi. Nhất là cả năm tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây đồng thời gây sự với triều đình, thì không chừng còn những phe phản bạn khác cũng giấy quân hưởng ứng, lại càng nguy hiểm hơn nữa. Theo ý kiến của Ngu Thần thì Ngô Tam Quế và Thượng Khả Hy đều già nua tuổi tác, chẳng còn sống được bao lâu ở thế gian, có để bọn họ tụ hưởng thêm mấy năm nữa rồi thọ chung chính tầm cũng chẳng hề gì. Bọn binh tướng ở Tam Phiên quen đánh trận cũng đã già nua, chờ chúng chết mòn chết mỏi một phần lớn rồi sẽ ra lệnh triệt phiên. Thế là ổn hơn hết, vua Khang hy tùm tìm cười nói lời bàn của Khanh thật đáng mặt lão thần trì trọng, sách ngạch đổ lại cho là hoàng thượng khen ngợi mình, vội vàng dập đầu tạ ơn. Miệng tâu, kẻ thần vì việc quân quốc ha Giám chẳng hết lòng nghĩ kế hoạch vẹn toàn nhà vua hỏi đại học sĩ Hồ Hải, Khanh là một nhân vật văn võ kiêm toàn, thống hiểu lục thao tam được, nhận xét vụ này ra sao? Đồ Hải đáp, nô tài kém cỏi nhờ ơn hoàng thượng gia ân cất nhắc theo ngu kiến của hạ thần thì binh mã triều đình đã thao luyện cực kỳ tinh nhuệ tam phiên có mưu đồ đen tối cũng chẳng thể thành đại sự được nhưng nếu di chuyển mấy chục vạn người ở tam phiên đến liêu đông cũng có chỗ đáng lo vua khang nghi hỏi lại điều chi đáng ngại đỗ hải tông liêu đông là đất căn bản của nhà đại thanh ta bao nhiêu lăng tầm liệt tổ liệt tông đều ở đó hết nếu tam phiên có giả bất thần Mấy chục vạn người đồng thời nổi loạn ở Liêu Đông thì càng thêm khó phòng phạm. Nhà vua lầm nhầm gật đầu, Đồ Hải lại nói trường hợp mà đem Tam Phiên rời khỏi chỗ cũ, triều đình cần phải điều động binh mã lập đội chú phòng ở các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến. Đưa mấy chục vạn đại quân lên miền Bắc, lại chuyển mấy chục vạn đại quân xuống miền Nam không khỏi gây nhiều chuyện rắc rối, vừa hao phí tài nguyên, vừa phiền nhiễu địa phương sách ngạch đồ nói theo, tam phiên đóng quân tại đó đã hòa mình với bách tính ở địa phương, không nghe thấy có chuyện xung đột xảy ra. Tiếng nói ở vùng Quảng Đông, Phúc Kiến lại là thứ ngôn ngữ đặc biệt cổ quái. Này nếu triều đình điều động toàn quân tới đó thì sự ngôn ngữ bất đồng, tập tục khác lạ, hai bên khó nỗi hiểu nhau, nô tải e rằng có thể gây nên xích mích và biến cố nữa. Vì tiểu bảo càng nghe càng khó chịu gã biết tiểu hoàng đế đã quyết ý triệt bỏ tam phiên mà bọn vương công đại thần toàn là hạng nhát gan sợ việc gã e mình quan tước thấp kém lại còn nhỏ tuổi mà nơi đây là chốn triều đình thương nghị quốc gia đại sự đâu có thể nói nhăng nói càn được vì thế trong lòng gã vừa nóng này vừa bối rối mà không nghĩ ra được kế gì bỗng thấy vua khang hy nhìn quan binh bộ thượng thư là minh châu phán hỏi minh châu vụ này thuộc phạm vi quản hạt của bộ binh Vậy khanh tính thế nào? Minh Châu Tâu, Hoàng thượng được Thượng Đế ban cho trí tuệ khác thường, nghe xa trông rộng, cao minh gấp trăm ngàn lần bọn thần tử. Nô Tài nghĩ đi nghĩ lại nhận thấy triệt phiên có chỗ hay của nó mà để nguyên cũng có cái hay, thành ra không sao quyết định được. Mấy bữa nay Nô Tài vẫn khắc khoải về vụ này, sau chợt nghĩ ra một điều mới yên tâm và đêm qua đã ngủ được. Y dừng lại một chút rồi tiếp nguyên Nô Tài mới nhớ tới thánh thượng liệu việc như thần, tính toán không sơ sót mảy may bao nhiêu ý nghĩ của triều thần thánh thượng đã nhìn thấy rõ bọn nô tài chỉ cần dốc lòng tận tụy làm theo là nhất định đi tới chỗ đại cát đại lợi vạn sự như ý vì tiểu bảo nghe minh châu nói vậy trong lòng rất lấy làm khâm phục bụng bảo dạ hết thầy văn võ triều thần chưa có một ai có bản lãnh làm quan giỏi bằng thằng cha này cách bợ đít của hắn thật là chu đáo lão gia phải bái hắn làm thầy mới được ngày sau chắc hắn còn tiền trình viễn đại, công danh phú quý khó mà lường được. Về sau quả nhiên Minh Châu làm đến văn tướng và được vua Khang Hy sủng hạnh vô cùng, đúng như điều tiền liệu của Vi Tiêu Bảo. Đó là việc về sau, nơi đây hãy xin tạm ngác. Vua Khang Hy mỉm cười phán ta kêu Khanh đề nghị kế hoạch vẹn toàn cho việc nước, chứ không phải nghe Khanh ca tụng công đức. Minh Châu dập đầu tâu, ngửa trong lượng thánh xét soi, kẻ thần nào phải công tụng đức, mà là sự thật hiển nhiên. Từ hôm binh bộ được tin tam phiên có điều bất ổn, nô tài ngày đêm tâm trí nghĩ bể đối phó. Vạn nhất phải dùng binh thì điều binh khiển tướng thế nào để có thể quyết thắng? Để hoàng thượng khỏi lo ông, nhưng nô tài nghĩ tới nghĩ lui không tìm được kế vẹn toàn, vì bọn nô tài đầu óc ngu muội suy nghĩ đến mấy cũng chẳng kịp tài trí sáng suốt của thánh hoàng. Thánh thượng không cần suy nghĩ, tùy tiện sai bảo là công việc sẽ đâu vào đấy y dừng lại một chút rồi nói tiếp, thánh thiên tử là ngôi sao tử vi ở trên trời giáng hạ phàm trần, dĩ nhiên bọn nô tài là hạng phàm tục thì bì kịp thế nào được. Vì thế nô tài nghĩ rằng cứ chờ một khi thánh chỉ ban ra là công việc tốt đẹp. Dù trong lúc nhất thời bọn nô tài chưa hiểu rõ được thì cứ tận tâm tận lực tuân chỉ làm theo rồi sau này cũng tỉnh ngộ ra. Các quan đại thần nghe Minh Châu nịnh hót một hồi trong lòng đều ngầm thóa mạ là đồ vô sỉ công nhiên nịnh hót trước mặt mọi người mà lại dùng lời lẽ bợ đít đến cùng cực, không biết xấu hổ là gì. Tuy mọi người trong lòng tức giận mà ngoài miệng cũng phải phụ họa theo. Nhà vua lại phán hỏi, vì tiểu bảo người đã tới Vân Nam biết rõ tình hình, vậy vụ này nên thế nào? Người thử nói chậm nghe, vì tiểu bảo quỳ xuống dập đầu tâu, xin thánh thượng xét soi, nô tài chẳng hiểu gì về những việc quốc gia đại sự. Chỉ nhớ Ngô Tam Quế nói với nô tài một câu rằng, vì đô thống sau này có xảy ra biến cố gì đô thống cũng bất tất phiền não cái chức đô thống chỉ có phần tăng thêm chứ không bị giáng cấp đâu mà ngại vua khang nghi hỏi xen vào hắn nói thế thì ngươi bảo sang vì tiểu bảo đáp nô tài không hiểu hỏi lại sau này có chuyện biến cố gì ngô tam quế cười đáp khi nào đến việc thì đô thống tự nhiên sẽ rõ gã nói tới đây dừng lại một chút rồi tiếp tâu hoàng thượng Ngô Tam Quế có ý tạo phản là một điều chắc chắn không sai nữa. Nô Tài ý rằng không chừng bây giờ hắn đã may áo long bào rồi. Hắn tự ví mình như con mãnh hồ, mà hoàng thượng trong con mắt hắn chỉ là con hoàng oanh. Vua Khang nghi nhíu cặp lông mày hỏi, mãnh hồ, hoàng oanh là thế nào? Vì tiểu bảo dập đầu tâu, Ngô Tam Quế thốt ra những lời đại nghịch vô đảo, nô tài lớn mật đến đâu cũng không dám thuật lại. Nhà vua phán, người cứ nói hết đi. Những câu đại nghịch vô đạo đó có phải tự ngươi nói ra đâu mà ngại. Vì tiểu bảo tông, giả dạ ngô tam quế có ba món bảo bối. Hắn nói là ba món đó tuy quý thật nhưng đáng tiếc cái đẹp của nó chưa được xứng đáng. Gã dừng lại một chút rồi tiếp món bảo bối thứ nhất là viên hồng ngọc bảo thạch lớn bằng trứng chi bồ câu mà đỏ như tiết gà. Hắn đính viên ngọc này vào chóp mũ và nói, bảo thạch lớn quá, đáng tiếc là cái mũ nhỏ nên không xứng vua khang hy đằng hắng một tiếng các đại thần nhìn nhau ai cũng lầm bầm bảo thạch lớn mà mũ nhỏ quá thì hiển nhiên có ý muốn đội trên đầu chiếc mũ hoàng quan vì tiểu bảo lại nói món bảo bối thứ hai là một tấm da cọp nền trắng vành đen nô tài từng trầu hoàng thượng trong cung nhưng chưa từng được ngó thấy tấm da cọp sắc trắng nào ngô tam quế bảo là thứ bạch lão hồ này hàng mấy trăm năm chưa thấy một lần ngày trước Tống Thái Tổ Triệu Khuôn dẫn đánh được một con, Chu Nguyên Trương cũng đánh được một con. Ngoài ra còn Tào Tháo và Lưu Bị cũng đều đánh được một con. Ngô Tam Quế dùng tấm da cọp để bọc ghế ngồi, hắn nói, da bạch hổ là vật khó kiếm, đáng tiếc mình dùng nó để bọc cái ghế quá tầm thường. Vua Khang Hy lại lầm nhầm gật đầu, cười thầm trong bụng. Nhà vua biết vi tiểu bảo buột miệng huynh hoang để vô hãm Ngô Tam Quế ngài còn biết gã là kẻ bất học vô thuật, nói nhăng nói càn chẳng có thứ tự nào hết. Thậm chí gã con tường lầm Tào Tháo cũng làm hoàng đế. Vì tiểu bảo lại nói món bảo bối thứ ba là tấm bình phong bằng đá đại lý. Trên tấm bình phong này vẽ cảnh thiên nhiên, một con hoàng oanh nhỏ đứng trên ngọn cây cao chót vót. Dưới gốc cây là một con lão hổ, ngô tam quế nói tấm bình phong này quý vô giá đáng tiếc là con mãnh hổ lại phải khuất thân ở dưới gốc cây. Còn con hoàng oanh nhỏ vô dụng lại đậu ở cành cao mà buông tiếng hót líu lo. Vua Khang Hy nói, chấm nhận thấy ba câu đó hắn nói ra chẳng qua là để tỉ dụ mọi vật chẳng thể tận thiện tận mỹ, chưa hẳn đã có ý phản nghịch ở trong đó. Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng khoan hồng độ lượng mến kẻ vô tài, nếu ngô tam quế còn chút lương tâm, thì đã đội ơn sâu phải mong báo đáp mới hợp lý nhưng hắn lại dùng lễ vật hối lộ vương công đại thần ở trong triều biếu ông này ngàn lạng vàng ông kia bạch ngân hai vạn lạng hắn rất hào phóng với mọi người quyền thế vậy mà có ba món trí bảo lại không đem tiến cống hoàng thượng vua khang hy mỉm cười đáp trẫm không ham muốn những thứ đó vì tiểu bảo tông phải rồi ngô tam quế hay đòi triều đình tiền lương tiền thưởng cho bộ hạ hắn nắm bạc vào tay rồi để lại bắc kinh đến quá nửa tặng cho văn võ bá quan nô tài đã bảo hắn, vương gia tặng cho các quan lớn trong chiều một cách rộng rãi quá, khiến cho nô tài phải xót dạ thay cho vương gia. Hắn đáp, tiểu huynh đệ, những vàng bạc này bất quá là tạm thời gửi ở nơi họ, để họ nói tốt cho mình, mấy năm nữa rồi họ phải trả cả vốn lời, việc gì mà lo. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp nô tài không hiểu hỏi hắn, thưa vương gia, tài vật đã tặng cho người ta rồi, khi nào người ta còn trả lại. Và đây là vương gia vì lòng tốt tình nguyện tặng cho họ chứ có phải họ vay nguyện vương gia đâu mà đòi họ trả vốn lời. Ngô Tam Quế cười khanh khách, vỗ vai nô tài mấy cái rồi lấy ra cây túi gấm đưa cho nô tài nói, tiểu huynh đệ. Cây này là của tiểu vương tặng cho tiểu huynh đệ để tỏ chút lòng thành. Ở trước mặt hoàng thượng, tiểu huynh đệ liệu nói tốt cho tiểu vương một chút. Giả tỷ hoàng thượng bảo dẹp bỏ phiên chấn thì tiểu huynh đệ viện lý lẽ cần thiết để không thể dẹp bỏ đi được rồi hắn cười ha hà nói tiếp, tiểu huynh đệ cứ yên tâm. Cái này tiểu vương không bao giờ đòi lại hết, gã vừa nói vừa lấy trong bọc ra một túi gấm, cầm trong tay dơ cao lên. Mọi người đều nhìn thấy ngoài túi theo bốn chữ, bình tây vương phù. Vì tiểu bảo lại mở miệng túi đổ những vật bên trong ra. Bỗng nghe những tiếng len keng vang lên, nào chân châu, nào bảo thạch, nào ngọc phỉ thúy, tất cả đến mấy chục viên mỹ ngọc rất chân quý rớt xuống đất ánh minh châu bảo khi sáng rực trông hoa cả mắt những thứ châu báu này có thứ của ngô tam quế tặng cho có thứ gã lấy được ở chỗ khác nhưng trong lúc nhất thời ai mà phân biệt được vua khang hy nói vừa rồi ngươi đi vân nam một chuyến thành ra một phen đại phát tài vì tiểu bảo tông những đồ chân châu bảo bối này nô tài không dám giữ nữa xin hoàng thượng thường cho người khác nhà vua phán hỏi cái đó là của ngô tam quế tặng cho ngươi sao chấm lại có thể thường cho kẻ khác được, vì tiểu bảo tông ngô tam quế tặng cho nô tài, lại muốn nô tài lừa dối hoàng thượng, nói tốt cho hắn đã đành, lại còn trăm mưu nghìn kế để giữ phiên chấn lại chứ đừng triệt bò. Nô tài đối với hoàng thượng dốc giả trung thành, có lý đâu lại tham lam một chút kim ngân tài bảo để cho kẻ phản tặc bảo là trung thần. Nô tài đã thẳng thắng không bênh vực hắn mà còn giữ những của này thì có điều không phải với hắn và lực kim ngân châu báu khắp thiên hạ đều là của hoàng gia. Chúa thượng muốn thưởng cho ai thì đó là ơn đức của chúa thượng. Sao lại để tên ngô tam quế giữ lấy rồi lên mặt hảo nhân, mua chuộc lòng người? Vua Khang Hy cười khanh khách nói, người đã hết lòng chung với chấm thì những chân châu bảo bối này cũng coi như là của chấm thưởng đó. Nhà vua lại móc trong túi một cái đồng hồ vàng, nói tiếc ngoài ra chấm thưởng cho ngươi một vật bảo bối của Tây Dương này vì tiểu bảo vội quỳ xuống dập đầu, tiến lại đón lấy chiếc đồng hồ vàng. Hành động này của vua tôi hai người đã lọt vào mắt các đại thần. Họ đều là những người chuyên coi thái độ những nhân vật khác thì làm gì chẳng hiểu tâm ý của vua Khang Hy. Mặt khác các đại thần đều đã nhận hối lộ của Ngô Tam Quế. Gần đây lại được vi tiểu bảo chuyển giao một mớ, ai nấy đều hồi hộp nghĩ bụng nếu mình không biết lựa chiều, để thằng lòi kia nói huyệt tuệt lễ vật ở Vân Nam đem về cho mình mà hoàng thượng nổi cơn tức giận, tất khép vào tội tư thông với ngoại phiên mưu đồ chuyện đen tối. Dù chẳng bị rơi đầu cũng phải đi xung quân, các quan lại nghĩ tiếc vì tiểu bảo vũ hám ngô tam quế bằng những lời ấu chỉ, tức cười. Dù ngô tam quế thực tình muốn làm phản, quyết chẳng khi nào tiết lộ cho khâm sai của hoàng đế biết. Gã còn nói những vàng bạc tặng các đại thần ở trong chiều rồi sau này sẽ thu về đủ cả vốn lời là có ý ám thị sau khi cuộc tạo phản thành công hắn lên làm hoàng đế sẽ đòi lại các đại thần phải trả lại vàng bạc đó hiển nhiên là ý nghĩ của đứa con nít chưa hiểu sự đời ngô tam quế là một nhân vật lão mưu thâm toán khi nào lại để tâm đến chút kim ngân đã tặng cho người nhưng vì tiểu bảo muốn nói gì thì nói cũng không bị đức vua bài bác đủ tỏ ý kiến của gã được hoàng thượng nâng đỡ triệt đề như vậy còn ai dám lên tiếng phản đối để rước họa vào mình mình châu nhanh trí lệ miệng nói ngay vì đô thống là một vị thiếu niên anh tài xét đoán sự việc rất tinh vi và đối với hoàng thượng lại hết dạ trung thành y đến chỗ Ngô Tam Quế tức là vào tận hang cọp thám tra biết rõ sự tình khiến ai cũng phải khâm phục nếu không được hoàng thượng soi rõ tiên cơ phái vi đô thống đến tận vân nam tra xét thì bọn ngu thần phục vụ ở kinh thành làm sao mà biết được Ngô Tam Quế đã chịu ơn sau của quốc gia mà lại sinh lòng phản chắc. Y nói mấy câu vừa để tâng bốc vua Khang Hy cung vi tiểu bảo, vừa cởi mở cho các bạn đồng liêu trong chiều. Đồng thời xác nhận tội danh của Ngô Tam Quế, trong biện Thái Hòa, mỗi người lại nói thêm mấy câu lọt tai. Các đại thần đang hồi hộp trong lòng, lo lắng cho thái độ ngoan cố của mình lúc trước, bây giờ mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Khang thân vương kiệt thư và sách ngạch đồ nguyên là chỗ bạn thân với vi tiểu bảo, lúc này đã hiểu ý, dĩ nhiễn hết lời nói vun vào. Các đại thần bây giờ lại theo hùa mỗi người một câu đều công nhận nên triệt hồi phiên chấn. Có vị tự trách mình quá hồ đồ, may được Đức Hoàng thượng Anh Minh chỉ đạo chẳng khác vén mây trông thấy mặt trời. Có vị đưa ra phân lược nên triệt bỏ cách nào, dùng kế gì đến bắt chói Ngô Tam Quế giải về kinh cùng tịch thu gia sản hắn làm sao? Ngô Tam Quế nổi tiếng là phú sưng địch quốc, khi nhắc tới vụ tịch thu gia sản nhà hắn, ai cũng muốn được sai phái vào vụ này nhưng sau lại nghĩ việc đó không phải ngon lành, vì ngô tam quế mà trở mặt thì người nào đến tịch thu gia sản của hắn sẽ bị rơi đầu trước tiên. Vua Khang Nghi chờ mọi người nói hết cả rồi mới tuyên bố dù ngô tam quế có ý nhị tâm, nhưng chưa lộ hình tích tạo phản. Vậy câu chuyện bữa nay, nhất thiết không ai được tiết lộ ra ngoài, để cho hắn có cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Các đại thần lại ca tụng thánh đức minh mông, nhân từ khoan hậu. Vua Khang Hy lấy trong bọc ra một tờ giấy vàng rồi hỏi, đây là đạo thượng dụ. Các khanh thử coi xem có chỗ nào không ổn chăng? Bà đặt khom lưng đón lấy, cầm hai tay lên lớn tiếng đọc, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu rằng, tự đời xưa các bậc đế vương bình định thiên hạ đều trông vào sức lực của quan quân. Khi bể lặng sóng yên là hạ lệnh ban sư, cho sĩ tốt nghỉ ngơi. Những bậc trọng thần chấn thủ biên cương cũng cần được có ngày hưu dưỡng yên vui. Đó là thịnh điển của quốc gia, bà đạt đọc tới đây dừng lại. Các đại thần lại một phen tấm tắc, khen ngợi, tán tụng đạo ngự chế hoành văn của Hoàng thương. Hồi 178 dựng miếu tuyên dương trung liệt sĩ, bà đạt khẽ giản hắng một tiếng, gật gù cái đầu xoay chuyển hai vòng như để thưởng thức câu văn tuyệt diệu trong đạo thượng du. Đoạn hắn lấy giọng đọc tiếp vương trước nay dốc giả trung trinh, bầy mưu khắc địch, hết sức khuôn phò, lập nên đại sự sau vương ở lại trọng trấn biên cương khiến chấm yên lòng khỏi lo về mặt nam hoang công lao tột bậc bà đặt tới đấy dừng lại một chút khẽ thở dài nói thật là một áng văn chương tuyệt tác sách ngạch đồ nói theo thiên ân của đức hoàng thượng đối với ngô tam quy mông mênh như biển cả giả tỷ hắn còn chút lòng giả của con người thì khi nghe đọc đạo thượng dụ này e rằng hắn phải thẹn mặt hồ lòng mà chết đi được Ba đặt háng giọng đọc tiếp nhưng chấm nghĩ đến vương đã già nua tuổi tác mà phải đóng binh ở xứ biên hoang lâu ngày. Lòng quyến cố của chấm thật là thấm thiết. Gần đây địa phương đó đã vững như bàn thạch. Vậy chấm ưng chuẩn lời thỉnh cầu của vương được bãi bỏ phiên chấn, trở về kinh địa. Này chấm đặc phái khâm sai đại thần đến nơi tuyên đọc thượng dụ, để vương thống lánh quan binh bộ thuộc trở về Bắc Kinh, cho chấm thỏa lòng mong nhớ. Thế là tôi chúa được sớm hôm bầu bạn quân thần cộng lạc vĩnh viễn an hưởng thái bình một khi vương rời khỏi vân nam trẫm liền phát dụ phái quân chú phòng địa phương phòng vệ an ninh cho bách tính phủ đệ của vương ở bắc kinh hiện đã sẵn sàng vương không phải lo lắng chi hết khâm thử thành điệu của ba đạt sang sảng như tiếng trung đồng hắn đọc thượng dụ vừa mạch lạc vừa gãy gọn lại lên bổng xuống trầm ai nghe cũng lọt tai ba đạt đọc xong thượng dụ hết thầy nịnh thần đều lên tiếng hoan hô tán tụng Minh Châu nói, tám chữ, sớm hôm bầu bản, quân thần cộng lạc, của Đức Hoàng thượng thật cho đã cũng phải cảm động. Bọn nô tài nghe đến tám chữ này mà trong lòng hồi hộp. Đồ Hải nói theo, Đức Hoàng thượng suy nghĩ thật sâu xa, chu đáo. Trong thượng dụ nói cả đến việc một khi Ngô Tam Quế rời khỏi Vân Nam là lập tức có quân chú phòng của địa phương đến chấn giữ an ninh cho trăm họ, để hắn hết đường kiếm cớ trùng trình. Thượng dụ còn nhắc tới hắn đến Bắc Kinh đã giành phủ đệ sẵn sàng hắn khỏi phái người về kinh xây dựng lâu đài, do đó hắn có thể nấn ná để ở lại Vân Nam hàng mấy năm cũng chưa biết chừng. Vua Khang Hy lại nói, hay hơn hết là ngô tam quế vâng thượng dụ về chiều ngay, thì chăm họ thoát khỏi một phen tai nạn binh đao. Bây giờ cần phải hai người có tài biện thuyết đến Vân Nam tuyên bố chỉ dụ của chấm. Mọi người nghe Hoàng đế nói vậy đều đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo thấy ai cũng ngó mình, gã không khỏi hoang mang nghĩ bụng, vụ này mà mình phải đi là không hay đâu, chuyến trước đưa dâu đến Vân Nam cơ hồ mất mạng rồi. Lần này còn đem thượng dụ triệt phiên tới đó, tất ngô tam quế phải hạ sát cả khâm sai đại thần. Gã lại nghĩ tới đến Vân Nam có thể lấy được A Kha, bất giác dạo rực trong lòng. Nhưng xét cho cùng thì việc bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn hết. Bỗng thấy Minh Châu quỳ xuống tông, xin Hoàng thượng xét soi kể về tài biện thuyết và hành động tinh minh mẫn cán thì Vi Đô Thống là một nhân vật rất đắc lực. Có điều Đô Thống ghét kẻ tàn ác như quân cửu địch. Đô Thống đã biết Ngô Tam Quế tỏ lòng bất kính với Hoàng thượng nên căm hận hắn thấu xương. Nếu Hoàng thượng lại phái Vi Đô Thống đi công cán vụ này thì e rằng có điều bất lợi. Theo ngu kiến của nô tài thì quan lễ bộ thị lang chiết nhị khang và quan hàn lâm học sĩ đạt nhị lễ là những nhân vật có thể đảm đương việc đi vân nam để tuyên thị thượng dụ được hai người này ung dung phong nhã may ra cảm hóa được kẻ hung tàn, ngoan cố cũng chưa biết chừng. Vua Khang Hy rất lấy làm vừa giả, liền ban khẩu dụ phái chiết nhị Khang và đặt nhị lễ đi vân Nam tuyên trì. Các đại thần thấy hoàng đế quyết ý dẹp phiên, thảo sẵn thượng dụ để bên mình, đều lấy làm hối hận là lúc ban đầu đã nói tốt cho ngô tam quế. Bây giờ ai nấy đều đổi giọng, nghĩ ra thật lắm tội trạng đổ lên đầu ngô tam quế mà toàn là những tội đại gian đại ác không thể khoan dung được. Vua Khang Hy gật đầu phán, Ngô Tam Quế tuy toan làm điều đại nghịch, nhưng cũng chưa phải là tội ác đến cùng cực. Chúng ta phải coi chừng mà hành động, chớ để xảy điều gì trái ngược với sự thực. Nhà vua phán xong mấy câu này liền đứng lên nhìn Vi Tiểu Bảo vẫy tay cho gã đi theo vào hậu điện. Vi Tiểu Bảo theo Tiểu Hoàng đế tới ngự hoa viên, bỗng nhà vua dừng lại, cười nói, Tiểu Quế Tử, bữa nay có mặt người thật là hay quá nếu ngươi không lấy cái túi chân châu bảo bối ra đổ xuống đất thì con mẹ nó những thằng khì già đều nói tốt cho ngô tam quế. Vì tiểu bảo tông, thực ra hoàng thượng chỉ tuyên bố một câu dẹp bỏ phiên chấn là các quan liền đua nhau tâu việc triệt phiên là đúng. Nhưng nô tài nghĩ để họ tự nói ra ý kiến của mình ra nghe cũng thú vị, vua khang hy lầm nhầm gật đầu. Nét mặt bỗng trở nên trịnh trọng, nhà vua nói, tiểu quế tử, nước cờ chúng ta đã đi rồi, nhưng Ngô Tam Quế thật không phải hạng dễ chơi đâu. Tướng sĩ dưới trướng hắn đều là những tay đánh quen trăm trận. binh lực hắn lợi hại vô cùng, nếu hắn giấy binh tạo phản mà người Hán khắp thiên hạ đều hưởng ứng thì vụ này thật là nguy hiểm. Những năm gần đây vì tiểu bào đi khắp các nơi đã được nghe người Hán chỗ nào cũng thoá mạ bọn thát đát, mà số người Hán lại rất đông. Trong 100 người thì có đến 99 phần người Hán, còn người Mãn Châu chưa chắc đã được một phần nếu người Hán khắp thiên hạ đều đứng lên tạo phản thì bất luận trường hợp nào người Mãn Châu cũng khó lòng chống cự nổi. Nhưng số người thoá mà bọn thắt đát tuy nhiều, mà số người căm hận ngô tam quế còn đông hơn. Vì tiểu bảo nghĩ tới điểm này liền tông xin thánh thượng yên tâm, người Hán khắp thiên hạ chẳng một ai ưa ngô tam quế. Nếu hắn tạo phản thì ngoài bè lũ thân tín của hắn, chẳng có ai ủng hộ hết. Vua Khang Hy gật đầu đáp ta nghĩ tới điểm này rồi. Quế Vinh nhà Minh trước chạy trốn sang nước miến điện rồi bị Ngô Tam Quế bắt được giết đi. Như vậy Ngô Tam Quế có tạo phản cũng chỉ nói là hưng hán phản mãn, chứ không thể tuyên bố là phản thanh phục Minh, được. Nhà vua nói tới đây dừng lại một chút rồi hỏi, sùng trinh hoàng đế nhà Minh chết vào ngày nào? Vì tiểu bảo gãi đầu gãi tai ngập ngừng đáp: cái đó, cái đó, nô tài không thể biết được, vì hồi ấy nô tài chưa ra đời vua khang hy cười ha hả nói ta hỏi thăm đường một kẻ đuôi mù thở ý ta chưa ra đời phải rồi đến ngày rỗ sùng trinh hoàng đế ta hạ chiếu an ủi phủ dụ những con em trong hoàng tộc nhà minh đồng thời ta phái mấy vị hoàng thân quốc thích đến tế điện tờ rên lăng vua sùng trinh khiến trăm họ trong thiên hạ đều cảm kích ta mà thêm thống hận ngô tam quế vì tiểu bảo tâu hoàng thượng thần cơ diệu toán thật sâu rộng nhưng nếu ngày rỗ của sùng trinh hoàng đế còn xa mà ngô tam quế tạo phản trước rồi thì làm thế nào? Vua Khang Hy cất bước trong vườn hoa đi thêm mấy bước rồi mỉm cười nói lảng sang chuyện khác. Tiểu quế tử, ít đầu này ngươi phụng chỉ đi làm việc quốc gia đã phải chịu nhiều điều cực nhọc. Hết lên ngũ đài sơn lại xuống vân nam, hết ra thần long đảo lại tới liêu đông. Sau cùng ngươi sang cả nước la sát, chuyến này chậm phái ngươi đi đến một địa phương vui vẻ. Vì tiểu bảo tông địa phương vui vẻ nhất trong thiên hạ là bên mình hoàng thượng. Nô tài chỉ cần được nghe hoàng thượng nói một câu, nhìn thấy hoàng thượng một lần là tâm hồn dạo dực, trong lòng khoan khoái vô cùng. Tâu hoàng thượng, đây là nô tài nói thật, chứ không có ý nịnh hót. Vua Khang Hy gật đầu phán, chấm biết sự thực là như vậy, chấm với người là quân thần mà hai bên ý hợp tâm đầu đúng là có duyên phận. Chấm với người đánh nhau rồi kết bạn, thật khác người đời. Hà hà, hễ chấm ngó thấy ngươi là trong lòng lại cao hứng. Tiểu quế tử, chấm than, nửa năm nay chấm bật tin ngươi đã tưởng ngươi chết chìm ngoài biển cả rồi. Chấm rất lấy làm hối hận sao lại phái ngươi làm việc mạo hiểm như vậy. Vì tiểu bảo trong lòng cảm kích tông, nô tài chỉ mong muốn được chầu hầu kề cận hoàng thượng. Mấy tiếng sau âm thanh của gã nghẹn ngào vì cảm động. Vua Khang Hy nói, hay lắm ta là hoàng đế sáu chục năm thì ngươi cũng làm quan lớn sáu chục năm. Tôi chùa chúng ta đầy lòng ân nghĩa lại có thủy chung, một vị hoàng đế mà thốt ra những câu này với kẻ thần tử thật là hiếm có. Một là nhà vua ít tuổi, ăn nói mau lẻ, hai là nhà vua cùng vi tiểu bảo quả có lòng chân thành với nhau. Vì tiểu bảo tông, chúa thượng làm hoàng đế 100 năm, nô tài chỉ cầu được làm kẻ hầu hạ 100 năm cũng đủ lấy làm mãn nguyện lắm rồi còn quan lớn quan nhỏ gì nô tài cũng chẳng để tâm vua khang hy cười hỏi sáu mươi năm làm hoàng đế còn chưa đủ ư con người cần biết chi túc chứ đừng đòi hỏi quá nhiều nhà vua dừng lại một chút rồi tiếp tiểu quế tử lần này ta phái ngươi đi dương châu để ngươi mặc áo gấm về làng vì tiểu bảo nghe nói đến phái đi dương châu trong lòng hồi hộp hỏi lại sao lại mặc áo gấm về làng nhà vua đáp ngươi làm quan lớn ở kinh sư được về cố hương một cách vẻ vang với họ hàng thân thích. Ai cũng khen ngợi há chẳng hay lắm ư, người bảo tên thủ hạ viết giúp một bản tâu để triều đình gia phong cho xong thân ngươi. Vì tiểu bảo tâu, dạ dạ, đa tạ ơn điền của hoàng thượng, nhà vua hỏi, dường như ngươi có vẻ không thích thì phải. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, nô tài rất hoan hỉ, nhưng, nhưng, nô tài không biết phụ thân mình là ai. Vua Khang Hy sừng sốt nghĩ tới phù hoàng xuất gia trên ngũ đài sơn liền cảm thấy chỗ đồng bệnh tương lân, liền cất giọng ôn nhu phán, ngươi hãy về Dương Châu Thùng Thăng tìm kiếm dò hỏi. Hoặc giả thượng đế dù lòng thương tới kẻ trung lương khiến cho cha con đoàn tụ. Tiểu Quế Tử, việc phái ngươi đi Dương Châu là một công cán dễ dàng nhất. Ta phái ngươi tới đó để xây dựng một tòa trung liệt từ vì tiểu bảo nghe nhà vua bảo đi dương châu xây trung liệt từ gã không hiểu tưởng lầm là hoàng thượng sai đi trùng lật tử trồng cây rẻ gã liền hỏi lại trùng lật tử ư hoàng thượng muốn sơi hạt rẻ thì để nô tài ra chợ mua ở đây cũng có mứt hạt rẻ thơm ngon lắm hà tất phải đến dương châu mới trồng được vua khang nghi cười ha hả đáp con mẹ nó tiểu quế tử vô học chẳng hiểu gì hết ta bảo xây trung liệt từ mà ngươi kéo rằng ra là trùng lật tử thì đá cũng không nhịn cười được trung liệt từ là một ngôi từ đường thờ phụng những bậc trung thần liệt sĩ vì tiểu bảo cười nói nô tài quả là ngu thiệt té ra đi dựng một ngôi đền miếu như quan đế miếu gì đó nhà vua đã đúng là như vậy sau khi quân thanh và quan ải đã tàn sát rất nhiều bách tính ở thành dương châu và thành gia định vì thế mà có tiếng đồn những vụ dương châu thập nhật và gia định tam đồ mỗi khi ta nhớ tới những vụ này không khỏi ăn năn trong giả vì tiểu bảo tông ngày trước quả có việc tàn sát rất thê thảm mười mấy năm sau trong những sông ngòi ao giếng ở thành dương châu hãy còn xác chết nổi lềnh bềnh có điều khi đó nô tài chưa ra đời hoàng thượng cũng chưa có thì họ trách tôi chúa ta thế nào được vua khang hy đáp kể lý thì như vậy nhưng đó là sự việc của tổ tiên ta nên ta cũng coi như việc mình làm hồi ấy có một vị tên gọi sử khả pháp ngươi có nghe nhắc tới bao giờ không vì tiểu bảo đáp ngay, sử các bổ, sử đại nhân từ tù thành Dương Châu. Lão nhân gia là một bậc đại trung thần, những người ở thành Dương Châu nhắc tới lão nhân gia lại chảy nước mắt. Trong viện của nô tài cũng có đặt một bài vị trên đề, cử văn long sử tiến chi linh vị. Những ngày mười dằm mồng một, rất đông người đến thắp hương lễ bái trước bài vị này. Nô tài còn nghe người ta nói, thực ra đó là bài vị thờ sử các bổ, nhưng đề như vậy là để che mắt quan nha mà thôi. Vua Khang Hy lầm nhầm gật đầu nói, những bậc trung thần nghĩa sĩ gieo mối thương tiếc vào lòng người. Chăm họ đến cúng vái trước linh vị cửu văn long sử tiến mà thực ra là kỷ niệm sư khả pháp. Rồi nhà vua phán hỏi, người ở việc đó là việc gì? Vì tiểu bảo thẹn đỏ mặt lên tông, trình hoàng thượng, vụ này nói ra không khỏi nhàm tai hoàng thượng. Trong nhà thần có mở một viện kêu bằng lệ xuân viện. Đây là một kỹ viện lớn vào hạng nhất nhì ở trong thành Dương Châu. Vua Khang Hy Tùng tìm cười nghĩ bụng, nghe giọng nói lăng nhăng quê mùa thô tục, ta đã biết thằng nhỏ này không phải dòng dõi thế gia. Nhưng gã đối với ta hết lòng ngay thẳng, cả việc xấu xa trong gia đình gã cũng không lừa dối ta. Thực ra vì tiểu bảo nói nhà mình mở kỹ viện còn là nói khoác. Mẫu thân hắn bất quá là một ả à kỹ nữ ở lệ xuân viện, chứ nào phải chủ tiệm nhà vua lại phán, người mang thượng dụ của trẫm đến thành Dương Châu tuyên đọc trẫm tuyên dương thành tích tận trung báo quốc của sự khả pháp. Y là một nhân vật trung quân ái quốc, là một đại trung thần, đại hào hán. Nhà đại thanh chúng ta rất kính trọng những bậc trung thần nghĩa sĩ mà chẳng khoan dung loạn thần tắc tư. Người lại xây một ngôi đền thật đẹp để bách tính phụng sự sự khả pháp. Đồng thời những trung thần dũng tướng tuẫn nạn về cuộc thủ thành Dương Châu thời bấy giờ cũng được phối hướng người lại đem ba chục bạn lạng bạc để phủ tuất và cứu tế cho trăm họ ở thành Dương Châu và thành Gia Định. Trẫm sẽ chỉ xa thuế và miễn đóng góp lương tiền trong ba năm cho hai địa phương này. Vì tiểu bào thở phào một cái nói, tâu hoàng thượng, ân điển này của hoàng thượng thật là sâu rộng, nô tài chân tâm thành ý dập đầu lại mấy cái lại mới được. Gã nói rồi lồm cồm bò đến trước vua Khang Hy dập đầu lại binh binh. Vua Khang Hy mỉm cười hỏi, chỉ có lần này ngươi mới chân tâm thành ý lại chấm, còn những lần trước kia đều là giả dối hay sao? Vì tiểu bảo cười đáp, có khi nô tài dập đầu một cách thành thật, mà cũng có lúc theo người ta làm cho đủ lễ. Vua Khang Hy chẳng lấy thế làm hỗn xược, lại cười ha hả nghĩ bụng, trong 100 tên đã dập đầu lại ta có đến 99 tên đã đóng kịch. Nhưng cũng chỉ một mình tiểu quế tử là nói thật với ta vì tiểu bảo lại nói, tâu hoàng thượng, kế hoạch này của hoàng thượng là một tên bắn đôi chim. Nhà vua cười hỏi, người ta nói, nhất tiễn xạ song điêu, người lại bảo một tên bắn đôi chim, vậy hai con chim mà ngươi nói đó là chim gì? Vì tiểu bảo tâu, tòa trung liệt từ này xây lên rồi thì người Hán khắp thiên hạ đều biết đức hoàng thượng hết lòng thương bách tính. Việc quân thát, quân thanh giết người Hán ở Dương Châu và ở gia định đã làm cho hoàng thượng phải đau lòng nên bây giờ hoàng thượng nghĩ phương pháp đền bù gã dừng một chút rồi tiếp nếu ngô tam quế hoặc thượng khả hy hay cảnh tĩnh trung tạo phản mang danh nghĩa khôi phục nhà minh gì đó thì trăm họ sẽ bảo chúng người mãn thanh chẳng có gì là xấu cả đức hoàng đế thật nhân hậu vua khang hy gật đầu nói người nói vậy cũng đúng nhưng còn có chỗ lấy bụng kế tiểu nhân đo lòng người quân tử ta nghĩ tới những vụ dương châu thập nhật gia định tam đồ quả thực trong lòng xót xa mà phát tiền phủ tuất cùng giảm miễn ngân xương, chứ không phải chỉ mua chuộc lòng người. Nhà vua là hỏi, còn con chim thứ nhì là gì? Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng dựng miếu đường này khiến nhân dân đều biết làm trung thần nghĩa sĩ là hay, hành động phản bạn ngỗ nghịch là giờ. Ngô Tam Quế muốn giấy binh tạo phản là trở thành nghịch tặc. Chăm họ sẽ thoá mạ hắn, nhà vua vươn tay khẽ đập vào mũ vi tiểu bảo, cười nói, đúng thế chúng ta phải hết sức tuyên dương những nhân vật tận trung báo quốc để nổi danh là hảo nhân. Như vậy trăm họ trong thiên hạ ai cũng muốn noi gương trung nghĩa để thành hảo nhân chứ còn ai toan điều phản nghịch để thế gian thoá mạ. Ngô Tam Quế không giấy động binh đao chẳng nói làm chi, nếu hắn nổi lên phản loạn cũng chẳng ai chịu hưởng ứng. Vì tiểu bảo tông, nô tài nghe thầy đồ kể những thiên cố sự thì có hai vị trung thần nghĩa sĩ nổi tiếng nhất. Một là Nhạc Phi, nhạc gia gia và một là quân đế, quan vương gia. Tâu Hoàng thượng, chuyến này bọn nô tài đến Dương Châu dựng trung nghĩa tư tưởng nên đồng thời trung tu miếu thờ nhạc gia gia và quan vương gia cho thật tráng lệ. Vua Khang Hy cười đáp tâm thần người rất linh mẫn, nhưng đáng tiếc ngươi không được đọc sách thành ra chẳng có kiến thức gì. Việc tu sử quan đế miếu là phải lắm vì quan vũ tận trung báo quốc, nghĩa khi mút trời. Vậy chấm phong sắc cho vị thần này. Còn Nhạc Phi đánh nhau với quân Kim, nhà đại thanh chúng ta hiện nay có thể gọi là hậu Kim. Kim tức là thanh, quân Kim tức là quân thanh, vậy Nhạc Vương miếu ngươi cứ để yên đừng lý gì đến. Vì tiểu bảo nói, té ra là thuế, gã nghĩ thầm trong bụng, nguyên bọn thát đát là con cháu Kim một chuột, cáp mệ suy, tổ tiên của ông vua này cũng ghê gớm lắm. Vua Khang hy hỏi, trên núi vương ốc tỉnh Hà Nam, dường như ngô tam quế đã phục sẵn một cánh quân mã có đúng thế không? Vì tiểu bảo sừng sốt đáp, đúng thế, gã nghĩ bụng, nếu tiểu hoàng đế không nhắc đến vụ này thì ta cũng quên mất vua Khang Hy nói, trước đây ngươi điều tra ra vụ ngô tam quế mưu đồ phản nghịch, và phái người về tâu cho trẫm hay mà trẫm lại nặng lời cảnh cáo ngươi một chập, ngươi có biết tại sao không? Vì tiểu bảo tông, chắc là vì binh mã của triều đình chưa chỉnh đốn kịp, nên hoàng thượng giả vờ không tin để khỏi rút mây động rừng, vua Khang Hy cười nói, phải rồi, thành ngữ, rút mây động rừng, dùng vào trường hợp này đúng lắm. Ngay ở trong chiều, Ngô Tam Quế nhất định đã đặt nhiều tâm phúc. Nhất cử nhất động của chúng ta đều không qua mắt được tên lão tặc đó. Trên núi vương ốc sầy vụ tư đồ bá lôi, nếu khi ấy chẫm mở cuộc điều tra thì Ngô Tam Quế biết ngay lập tức. Hắn sinh lòng khiếp sợ, không chừng giấy binh tạo phản liền. Những chuyện trong chiều hắn đều tỏ tường hư thực và binh lực của hắn ra sao, còn chẫm chẳng hiểu tí gì nếu xảy cuộc đánh nhau, bên ta tất bị thất bại. Có biết mình biết người mới mong chiến thắng, vì tiểu bảo tông khi ấy hoàng thượng phái người đến thống mạ nô tài, quan quân đều biết hết. Nếu ngô tam quế đặt gian tế trong doanh binh của nô tài thì tất họ báo cáo cho hắn biết rồi. Không chừng hắn còn cười thầm là hoàng thượng hồ đồ, vua khang hy nói chuyến này ngươi đi dương châu, dẫn 5.000 binh mã để khi tới Hà Nam tế nguyên đánh thẳng vào xào huyệt bọn phỉ đồ trên núi vương ốc một cách bất ngờ, chúng không kịp phòng bị là mình thành công. Cánh quân của Ngô Tam Quế mai phục ở đó rất gần kinh thành chính là mối lo tâm phúc của chúng ta. Vì tiểu bảo tông thế thì tuyệt diệu, tâu hoàng thượng, hay là hoàng thượng ngự giá thân trinh giết cho kỳ hết bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế. Nhà vua cười đáp trên núi Vương Ốc chỉ có chừng hai ngàn quân thủ phỉ mà quá nửa là bọn già nua và đàn bà trẻ con tên họ nguyên đó báo cáo có trên ba vạn là hắn phóng đại. Chấm đã phái người ơi lên điều tra nên biết rõ tình hình. Chỉ có hơn một ngàn tên thổ phì mà bảo trẫm ngự giá thân trinh, há chẳng khiến người cười cho ư. Chấm hỏi, ha ha, vì tiểu bảo cũng bật cười mấy tiếng cười khô khan, bụng bảo giả. Vị tiểu hoàng đế này rất tinh minh, báo cáo láo là không được, vua khang hy lại nói bây giờ ngươi hãy lui ra nghĩ cách tiến đánh bọn thổ phỉ trên núi vương ốc một vài ngày rồi vào tâu lại cho trẫm nghe vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi chờ gót lui ra gã tự hỏi việc hành quân chiến đấu lão gia chẳng biết cóc gì bữa trước thủy chiến cậy có thi lang ngày nay lục chiến biết trông vào ai bỗng gã gieo thầm có rồi ta mời đề đốc tỉnh quảng đông là ngô lục kỳ làm phụ tá cho mình nhất thiết mọi việc ta cứ nghe theo lão là được lão là một tay hào thủ trên chiến trường. Hồi 179 triệu lương đống bảy binh bố trận, vì tiểu bảo xoay chuyển y nghĩ, tự nhủ, hoàng thượng bảo ta về nghĩ phương lược, rồi một hai ngày sau vào cung điện tấu. Nếu đi Quảng Đông mời ngô lục kỳ thì cả đi lẫn về có mau lẻ cũng mất một tháng làm sao kịp được. Trong thành Bắc Kinh có tay nào điều binh khiển tướng được không? Gã nghĩ lời tính tới thì trong thành Bắc Kinh chẳng thiếu gì tướng lãnh nổi danh nhưng họ đều là những quan to người mãn trông họ chưa phong tước công tước hầu thì cũng lên đại tướng quân hoặc đề đốc gã chỉ là một viên đô thống nhỏ mọn thì chỉ huy bọn kia thế nào được kể ra vi tiểu bảo được phong tước bá theo quan hàm nhà mãn châu thì tước tử là nhất phẩm rồi tước bá ở trên tước tử tức là đã liệt vào hàng siêu phẩm so với thượng thư tước vị còn cao hơn nhưng đó chỉ là hư hàm tước vị tôn quý mà không có thực quyền vì tiểu bảo lại còn nhỏ tuổi mà muốn danh thần dũng tướng nghe lệnh thật không phải chuyện dễ dàng gã ở trong phòng bước lui rồi bước tới ngơ ngẩn xuất thần gã ngó cái chén ăn cơm bằng vàng của người ta tặng cho đặt trên bàn bất giác nghĩ thầm trước thi lang ở thành bắc kinh không được như ý mới đến cầu cạnh ta hiện nay ở trong thành bắc kinh thiếu gì võ quan bất đắc chí ta chỉ cần những người bất đắc chí mà lại có bản lãnh có điều trong lúc nhất thời chưa chắc đã tập hợp được cả những người này vào một chỗ. Lại còn hạng người chẳng có bản lãnh gì mà vẫn lên như diều trong thành Bắc Kinh đây cũng chẳng thiếu, vì tiểu bảo này là một trong các nhân vật đó. Ha ha, gã nghĩ tới đây bất giác cười thầm, vì tiểu bảo tiến lại gần bàn cầm cái chén vàng nhắc lên thấy khá nặng, không một cân thì cũng phải 14 lạng. Trên chén khắc bốn chữ lớn, gã không biết nhưng nghe người ta nói là, gia quan tiến tước. Gã tự hỏi vì tiểu bảo này trông vào bản lãnh gì để được gia quan tiến tước. Bản lãnh giỏi nhất của ta là nịnh hót. Ta nịnh hót tiểu hoàng đế khiến cho ngài rất khoan khoái trong lòng. Ngoài cái đó ra lão gia rất tầm thường. Xem trường hễ con người có bản lãnh là không chịu nịnh bợ Lão gia chỉ thích nịnh bợ tức là chẳng có bản lĩnh gì. Ngã ngừng đầu lên ngẫm nghĩ xem trong các quan võ có những ai không chịu nịnh hót. Những anh hùng hào kiệt trong thiên địa hội dĩ nhiên không thèm nịnh hót như ngoại trừ trần cận nam sư phụ gã và ngô lục kỳ còn hết thảy là những người chỉ biết nội ngoại công chứ không hiểu cầm binh ra trận bộ tướng của sư phụ là lâm hưng châu cũng biết cầm quân đánh trận đáng tiếc y đã trở về đài loan rồi đột nhiên vi tiểu bảo nhớ tới một việc hôm trước gã dẫn bọn thi lang đi thiên tân chuyển qua đường cổ ra biển quan tổng binh thủy quân là hoàng phù phụng sự gã rất chu đáo ở thiên tân có một tên võ quan dâu rậm thường trao mày bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh ra chiều coi thường gã. Chẳng bao giờ hắn chịu nói nịnh gã lấy một câu, vì tiểu bảo tự hỏi tên quan võ đó là ai, gã không nhớ danh tự tên quan võ kia, nghĩ mãi không ra được. Gã lầm nhầm luôn miệng câu, những gã nịnh hót đều là hạng bất tài, tên quan võ rậm dâu không chịu nịnh hót thì nhất định là một nhân vật có bản lãnh. Gã trầm ngâm một lúc tìm ra được quyết định liền đến nha môn quan bộ binh thượng thư để nhờ Minh Châu phát văn thư khẩn cấp đến Thiên Tân điều động một viên quan võ rậm dâu phải về Bắc Kinh lập tức. Gã nói là viên võ quan rậm dâu đó tầm thước vừa phải, không cao không thấp, cấp bậc nhà binh cũng không lớn không nhỏ, chẳng ở hàng phó tướng thì cũng vào hàng tham tướng. Quan bộ binh thượng thư Minh Châu thấy vụ này rất kỳ quái, tự hỏi, từ đây tới Thiên Tân đường xa mấy trăm dặm mà gã Bảo Phát Văn thư đi điều động một người không hiểu tên họ gấp rút về Bắc Kinh thì điều động thế nào được. Nhưng hắn biết Vi tiểu bảo được hoàng đế sủng ái, đừng nói chuyện điều động một tên võ quan ở Thiên Tân, mà có gặp việc gì khó gấp 10 lần cũng phải hành động cho bằng được. Minh Châu mỉm cười chịu lời ngay y cầm bút viết một đạo công văn cho chạy thẳng đến quan tổng binh chấn thủ ở Thiên Tân và sai y điều động hết thảy những quan quân rậm râu dưới chướng nhất luật phải về Bắc Kinh tức khắc và trình diện ở binh bộ Nha Môn. Trưa hôm sau, Vi Tiểu Bảo vừa ăn cơm xong thấy thân binh vào báo có bộ binh thượng thư đại nhân đến ra mắt. Vi Tiểu Bảo ra tận cửa lớn đón tiếp thì thấy có tới hai chục quan rậm râu đi theo Minh Châu. Có tên dâu đen, có tên dâu trắng, có người dâu lốm đốm người nào cũng mặt đầy cát bụi mồ hôi đầm đìa tỏ ra vừa chạy một quãng đường xa rất mệt nhọc minh châu cười nói vì đô thống đô thống bờ ô điều động người tới đây tiểu đệ đã điều động cho đô thống rồi đó xin đô thống lựa chọn không hiểu tên nào hợp thức vì tiểu bảo thấy đám đông quan quân không khỏi sửng sốt rồi gã cười khanh khách đáp minh châu đại nhân tại hạ chỉ xin đại nhân lấy cho một tên rậm râu mà đại nhân làm việc chu đáo quá điều động đến hai chục tên ha ha, ha ha, Minh Châu cười nói vì tiểu đệ sợ lấy lầm người không trúng với nhân vật mà vi đô thống muốn kiếm, nên điều động cả bọn rậm dâu đến đây để đô thống lựa chọn. Vì tiểu bảo cười ha hà nói, té ra dưới chướng hoàng tổng binh ở thiên tân có rất nhiều tay rậm dâu. Gã chưa dứt lời, đột nhiên trong đám đông có tiếng quát như sấm vang, rậm dâu thì sao, phải chăng người bắt người ta đến đây để làm cho cười. Vì Tiểu Bảo và Minh Châu đều giật mình kinh hãi nhìn xem người nói đó là ai thì thấy một tên quan thân thể cao lớn, so với những đứng xung quanh trội hơn nửa cái đầu. Mặt hắn đầy vẻ giận dữ, tròm dâu hắn rung rinh như muốn dựng ngược cả lên. Vì Tiểu Bảo sừng sốt một chút rồi lộ vẻ vui mừng nói, đúng rồi, đúng rồi, chính là lão huynh đây, tại hạ muốn kiếm lão huynh đó. Tên rậm dâu kia tức giận đáp, lần trước ngươi đến thiên tân ta đã ăn nói xông chẳng với nhà ngươi và biết rằng ngươi thể nào cũng trả thù cho bỏ ghét. Hừ, ta chẳng phạm tội gì mà ngươi muốn dựng chuyện khép ta và quân luật e rằng không phải chuyện dễ dàng. Minh Châu quát hỏi, ngươi tên họ là gì? Sao dám vô lễ trước mặt thượng qua? Tên rậm dâu này vừa rồi đã đến binh bộ nha môn để trình diện với quan thượng thư Minh Châu. Minh Châu là một đại quan cấp đầu não. Tên rậm râu đó dù quật cường cũng không dám hỗn loạn trật tự xung chẳng với thượng cấp. Hắn liền khom lưng đáp kinh bẩm đại nhân, ty chức là phó tướng triệu lương đống ở thiên tân. Minh châu nói vì đô thống đây chức cao tước trọng lại rất mực khoan nhân, ngài còn là một vị hảo bằng hữu của bản bổ. Sao ngươi dám đắc tội với ngài? Mau xin lỗi đô thống đi. Triệu lương đống trong lòng tức giận, nghếch mắt ngó vi tiểu bảo tự hỏi gã bất quá là một thằng lòi miệng còn hôi sữa việc gì ta phải tạ tội với hắn. Vì tiểu bảo cười nói, triệu đại ca đừng buồn, chính tại hạ đã đắc tội với đại ca, tại hạ cần xin lỗi đại ca mới phải. Đoạn gã quay lại nhìn bọn quan quân nói tiếc tại hạ có việc khẩn yếu cần thương nghị với triệu phó tướng. Trong lúc nhất thời tại hạ không nhớ ra được tôn tánh đại danh của y, phải phiền bộ binh đại nhân mời các vị về Bắc Kinh, khiến các vị chạy suốt đêm ngày cực nhọc. Tại hạ rất lấy làm áy náy gã nói rồi vòng tay xin lỗi mọi người bọn quan quân lập tức đáp lễ triệu lương đống thấy vi tiểu bảo ăn nói nhũ nhặn hắn không khỏi sửng sốt lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan vi tiểu bảo nhìn minh châu nói đại nhân đã giá lâm thì xin vào trong kia ngồi chơi cho tiểu đệ được kính mời chung rượu tạ ơn các bạn hữu ở thiên tân mời các bạn vào cả đây minh châu vẫn có ý muốn kết giao với vi tiểu bảo bây giờ gặp được cơ hội liền hoan hỉ theo vào ngay vì tiểu bảo truyền mở đại tiệc gã mời minh châu ngồi thủ tịch triệu lương đống ngồi vào thứ vị gã ngồi xuống chủ tịch bồi tiếp còn các võ tướng ở thiên tân ngồi ở ba bàn khác tiệc rượu ở phủ bá tước dĩ nhiên cực kỳ long trọng qua ấp tuần rượu ban nghệ sĩ đến diễn tuồng ngay trước tiệc bọn võ tướng ở thiên tân đến kinh thành có người cấp bậc dơ thấp mới vào hạng bá tổng chỉ vì trời cho hàm dâu rậm mà nghiễm nhiên được vào phủ bá tước dự tiệc coi hát cùng binh bộ thượng thư và đô thống đại nhân. Thật là một chuyện bất ngờ, triệu lương đống tuy tính khí quật cường mà đầu óc rất tinh tế. Hắn thấy vi ti, ô bê, o không đem việc lớn ra thương nghị trên bữa tiệc, hắn cũng lờ đi không hỏi gì. Hắn ngồi lắng tai nghe vi tiểu bảo kể chuyện sang nước la sát, được thấy phong tục ngoại quốc rất kỳ lạ, bất giác lầm bẩm thằng lòi này toàn nói nhăng nói càn làm gì có chuyện trai gái ôm nhau nhảy trước mặt đông người. Trên thế gian sao lại có những người vô sỉ như thế được? Minh Châu uống mấy tuần rượu, coi hết một màn hát bội rồi đứng dậy cáo từ. Vì tiểu bảo tiễn chân ra tận cổng ngoài rồi chờ vào đại sảnh bồi tiếp bọn quan quân coi hát. Tàn hát gã mời triệu lương đống vào thư phòng nói chuyện. Triệu lương đống thấy bao nhiêu giá sách đều xếp đầy sách vở, hắn không khỏi sinh lòng kính trọng tự nhủ gã tiểu hài tử này tuy nhỏ tuổi mà học vấn đã khá lắm. Gã còn cao minh hơn bọn mình là hạng người thua lỗ rất nhiều. Vì tiểu bảo thấy triệu lương đóng giỏm ngó sách vở liền cười nói, triệu đại ca, chẳng giấu gì đại ca. Những sách vở họ đem đến bầy ở đây chẳng qua là để làm cảnh cho có vẻ thư phòng của một vị bá tước. Còn học vấn của tiểu đệ thì chưa chắc đã đủ người chữ. Ba chữ tên vi tiểu bảo thì tiểu đệ biết được, còn ngoài ra mù tịt có mở rất căng mắt lên mà nhìn cũng chẳng biết một chữ con mẹ gì. Triệu lương đống nổi chàng cười khanh khách, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng cười mở vì biết rõ vị tiểu đô thống này tính nét mau lẹ và thẳng thắn, không các bậc kiêu kỳ. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn tỏ vẻ cung kính nói, vì đại nhân, trước kia ti chức đã ăn nói mạo phạm, xin đại nhân thứ lỗi cho. Vì tiểu bảo cười đáp, lỗi gì chứ, chúng ta xưng hô nhau bằng huynh đệ tiện hơn, triệu huynh lớn tuổi tiểu đệ kêu bằng triệu đại ca. Còn triệu đại ca kêu tại hạ bằng vi huynh đệ là xong. Triệu lương đống vội đứng dậy đưa lời thỉnh an rồi đáp. Xin đô thống đại nhân đừng nói vậy khiến cho tiểu tướng phải tổn thọ. Vì tiểu bảo cười nói, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, tại hạ bất quá gặp hồi hên vận làm được mấy việc vừa giả đức hoàng thượng mà bước lên quan lớn. Triệu huynh tường tại hạ có bản lĩnh thật chăng, sự thức tại hạ chẳng biết cóc gì hết làm nên cái chức quan này mà trong lòng rất hổ thẹn tại hạ tự biết mình so với triệu đại ca còn thua xa lắm vì đại ca nhất mã nhất thương lập nên công trạng hoàn toàn trông vào bản lãnh chân chính của mình vì tiểu bảo nói câu này khiến cho triệu lương đống nức lòng hời giả hắn đáp thưa vi đại nhân tiểu tướng là kẻ thô lỗ đại nhân có việc gì xin cứ sai bảo nếu tiểu tướng làm được thì dĩ nhiên hết sức làm cho đến nơi bằng tiểu tướng không làm nổi cũng quyết hy sinh phục vụ hết mình để đền đáp tấm lòng chi ngụ của đại nhân. Vì tiểu bảo cả mừng nói, sự thực thì tiểu đệ cũng chưa có việc gì, nhưng chuyến trước đến thiên tân thấy chiêu đại ca tướng mạo đường đường, biết là một nhân tài xuất chúng Tiểu đệ làm cái chức khâm sai đại thần khiến ai cũng súng vào bợ đít, chỉ riêng mình triệu đại ca là không thèm tâm bốc, cầu cạnh ai. Triệu lương đông bẽn lẽn đã, tiểu tướng con nhà võ tính tình lỗ mãng không khéo chiều chuộng quan trên, sự thực cũng chẳng dám có ý vô lễ với khâm sai đại thần vi tiêu bào chậm rãi nói, tiểu đệ có trách móc đại ca đâu, không thế thì đã chẳng chịu đại ca về đây, tiểu đệ chủ trương lý thuyết, phàm người có bản lãnh là không chịu nịnh hót ai. Chỉ những kẻ bất tài mới bợ đít để được thăng quan phát tài. Triệu lương đống hả hê giải bày vì đại nhân nói mấy câu này một cách rất thẳng thắng mau lẹ. Nhưng tiểu tướng đã chẳng có bản lĩnh gì lại nghe người tân công nịnh bợ thì trong lòng tức tối khó chịu. Một mặt đắc tội với thượng ti, một đằng gây gổ với bạn bè, thành ra khó được thăng quan. Cái tính thô lỗ tai hại là thế đó, vì tiểu bảo lên giọng kiên quyết triệu đại ca không nịnh hót, nhất định là người có bản lãnh. Triệu lương đống há hốc miệng ra không biết đáp thế nào. Hắn lẩm bẩm Xanh ra ta ấy là cha mẹ ta, biết ta ấy là vi đại nhân vì tiểu bảo sai gia nhân bày tiệc rượu ngay trong thư phòng để hai người đối ẩm chuyện trò. Nguyên triệu lương đống người tỉnh Quảng Tây, xuất thân là con nhà võ. Khi lâm trận hắn dũng cảm sung phong, lập nhiều chiến công mới thăng được lên tới chức phó tướng. Vì tiểu bảo nghe hắn nói chuyên nghề trận mạc thì trong bụng mừng thầm tự nhủ, quả nhiên ta coi không lầm, gã liền hỏi về phép dẫn quân đánh giặc trên núi. Triệu lương đống không đọc binh thư nhưng quen đánh trăm trận, kinh nghiệm dồi dào hắn nghe vi tiểu bảo hỏi phép tấn công trên núi liền cho là gã có ý thăm dò bản lãnh của mình hắn liền trình bày kế hoạch miệng nói thao thao bất tuyệt hai người càng nói chuyện càng cao hứng triệu lương đống đứng dậy lấy những bộ tứ thư ngũ kinh trên giá sách bày thành núi non hang thẳm khe suối sông ngòi hình thế đường đi khi tấn công phải mai phục chỗ nào giường đồng kích tây ra làm sao chặn đường ở nơi đâu xung kích dụ địch ở chỗ nào hắn nhất giải thích rất rành mạch hắn nói đến cả chiến pháp của binh lực hai bên vì tiểu bảo lại hỏi gặp trường hợp bên địch chỉ có hơn một ngàn quân mà bên mình dẫn đến năm sáu ngàn nhân mã thì phải tấn công cách nào để nắm chắc phần thắng triệu lương đống đáp nói về đánh trận mà nắm chắc phần thắng thì không có đâu nhưng binh lực ta nhiều gấp mấy bên địch mà do tiểu tướng hành quân lại để thua thì còn hòng làm người được nữa ư ừ. kẻ làm tướng phải bắt sống bên địch không để một tên lọt lưới mới hợp lý hắn vừa nói vừa bố trí bộ thư của binh lực hai bên. vì tiểu bảo sai gia đình lấy mấy ngàn đồng tiền lên giả làm binh mã cho triệu lương đống bày trận. vì tiểu bảo ghi nhớ những phương lược dùng binh của triệu lương đống và lưu hắn ngủ lại trong phủ đêm hôm ấy. sáng hôm sau hắn vào cung ra mắt vua khang hy ở trong ngự thư phòng bày lại cách hành binh bố trận đúng như kiểu mẫu của triệu lương đống đã truyền cho có điều gã không dám lôi sách vở của hoàng đế ra mà chỉ dùng mấy thứ tô sơ của mình để bày trận. Vua Khang Hy trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ai dạy ngươi phép đánh trận này? Vì tiểu bảo không dám giấu giếm, liền thuật lại chuyện tìm triệu lương đống đưa về kinh. Nhà vua nghe nói tới vụ Minh Châu đang đêm phải triệu tập hơn hai chục viên võ quan rậm dâu từ Thiên Tân đưa về Bắc Kinh để vi tiểu bảo lựa chọn. Ngài không nhịn được, nổi chàng cười khanh khách hỏi, sao ngươi biết triệu lương đống là người có bản lãnh? vì tiểu bảo không dám nói thật tên rậm râu này không chịu nịnh hót, vì chính gã là ông vua bợ đít. Bí kết đó chẳng thể tiết lộ với hoàng đế, gã liền hàm hồ đáp lần trước hoàng thượng phái nô tài lên thiên tân, nô tài thấy tên rậm râu đó thao diễn trận pháp rất hay, đã nghĩ ngay tới có một ngày kia phải dùng đến hắn để đối phó với ngô tam quế. Vua Khang Hy gật đầu phán lúc nào người cũng không quên cách đối phó với ngô tam quế là hay lắm. Trái lại, mấy lão già trong chiều hừ hừ lại chỉ nghĩ đến vành cạnh Ngô Tam Quế để hòng ăn của đốt nhà vua lại phán hỏi phải chăng hiện giờ triệu lương đống đang làm phó tướng ngươi về nói cho hắn hay đã hết sức tiến cử hắn và được trẫm đặc biệt ban chỉ thăng hắn lên chức tổng binh như vậy hắn sẽ cảm kích ngươi mà tận tâm giúp việc cho vì tiểu bảo cả mừng tông hoàng thượng o bế hạ thần cả điều nhỏ nhặt cũng đến nơi đến chốn gã lại tạ nhà vua lui về phủ bá tước nói cho triệu lương đống biết. Sau mấy bữa quả nhiên binh bộ phát văn thư tham quan cho triệu lương đống lên chức tổng binh ở thiên tân và đặt dưới quyền chỉ huy của vi tiểu bảo triệu lương đống dĩ nhiên trong lòng cảm kích vi tiểu bảo không biết đến đâu mà kể. Hắn tưởng chàng thiếu niên thượng cấp của mình chẳng cần định bợ ai mà tham quan rất mau chóng. Đây là một chuyện đáng vui mừng thứ nhất trong đời người một hôm vi tiểu bảo đang ngồi trò chuyện với triệu lương đống thì có người xin vào ra mắt đây là quan hầu của phò mã ngô ứng hùng đến mời vi tiểu bảo qua phủ phò mã dự bữa tiệc thân mật viên quan hầu nói đã lâu phò mã không được gặp vi đại nhân rất mong nhớ trong lòng nên phái nô tài thỉnh vi đại nhân sang chơi để phò mã được mời lão nhân ra chung rượu tạ ơn ông mai vi tiểu bảo tự hỏi vị phò mã này chỉ là hữu danh vô thực thì còn tạ ông mai làm chi bất quá hắn mượn tiếng tạ ơn mới mời được mình qua đó uống rượu chi bằng ta thử sang coi thường khi vớ được món bở cũng chưa biết chừng gã liền đem theo triệu lương đống và đội thân binh ở kiêu kỵ doanh đi theo đến phủ phò mã sau khi ngô ứng hùng thành hôn cùng kiến ninh công chúa ở bắc kinh liền có phủ đệ đàng hoàng khác hẳn với chỗ tạm trú ngày trước ngô ứng hùng dẫn mấy tên quan tâm ra tận cổng lớn ninh tiếp hắn vừa thấy vì tiểu bảo đã nói ngay vì đại nhân bữa nay chỉ có mấy anh em thân mật như người nhà nói chuyện với nhau chứ không mời tân khách nào khác mấy vị bằng hữu ở vân nam mới tới đây rất tiện việc bồi tiếp triệu tổng binh hắn liền giới thiệu mấy tên quan quân lão già có tròm râu bạc mà dài tướng mạo uy nghiêm là trương dũng để đốc ở vân nam còn hai người nữa đều là phó tướng một tên có vẻ kiêu dũng tên gọi vương tiến bảo còn một tên thái độ tỏ ra rất ôn hòa lễ phép tên gọi Tôn Tư Khắc. Vì Tiểu Bảo nắm tay Vương Tiến Bảo nói, Vương Đại Ca, Đại Ca là Bảo, Tiểu Đệ cũng là Bảo, có điều Đại Ca là Đại Bảo, Tiểu Đệ là Tiểu Bảo. Anh em mình thành một cặp bảo hạ xuống ăn đứt, không phải giam tiền cho ai. Ba tên quan quân ở Vân Nam nổi tràng cười khanh khách. Trung thấy vì tiểu bảo vui vẻ cười mở đều rất lấy làm hoan hỉ. Vì tiểu bảo lại nhìn Trương Dũng hỏi, Trương Đại ca, chuyến trước tiểu đệ đến vân nam sao lại không gặp ba vị trương dũng đáp hồi đó vương gia vừa phái bọn tiểu tướng đi tuần tra ngoài biên giới thành ra không được ở côn minh chầu hầu vi đại nhân vì tiểu bảo gạt đi trời ơi việc gì mà phải đại nhân mới tiểu tướng chúng ta xưng hô nhau một cách giản tiện hay hơn trương đại ca kêu tại hạ bằng vi huynh đệ là xong có thế mới thân thiện vui vẻ cả làng trương dũng cười đáp vi đại nhân dạy thế khiến bọn tiểu tướng có điều thất lễ mấy người cười cười, nói nói tiến vào sảnh đường. Bọn gia đình bưng trà mời khách, một tên nhìn ngô ứng hùng nói, công chúa xin phò mã thỉnh vi đại nhân vào nội điện hội kiến. Vì tiểu bảo chống ngực đánh thình thình nghĩ bụng, mình phải vào gặp công chúa thật khó quá, nhưng gã nghĩ tới những ngày đưa nàng đi vân nam, dọc đường đã quấn quýt với nhau chẳng khác nào đôi vợ chồng trong buổi tân hôn, bất giác trong người dạo rực, mặt đỏ bừng lên. Ngô ứng hùng cười nói, công chúa thường nhắc tới cuộc nhân duyên của vợ chồng tiểu đệ là do bàn tay vi đại nhân tác thành cho. Thế nào cũng phải mời tiệc tạ ông Mai. Hắn dứt lời đứng dậy nhìn bọn Trương Dũng nói, các vị cứ ngồi chơi thong thả. Đoạn hắn dẫn vi tiểu bảo vào nội đường. Hắn đi qua hai gian khách sành vào trong một căn xương phòng bỗng xoay tay đóng cửa lại nói, vi đại nhân, vụ này ngoài vi đại nhân không còn ai giúp dùng tiểu đệ được. Vi tiểu bảo lại đỏ mặt lên tự hỏi người bị công chúa thiến rồi, không làm chồng nàng được nữa, thì còn cầu ta giúp điều chi? Gã ấp húng đáp vụ này, vụ này, phải hạ thấy ngượng quá. Ngô ứng hùng ngạc nhiên rồi chậm rãi nói nếu vì đại nhân không chịu trượng nghĩa giúp dùm thì chẳng còn ai làm được. Vì tiểu bảo vẻ mặt bẽn lẽn nghĩ thầm đúng là công chúa bức bách hắn năn nỉ ta, không thì tại sao hắn lại bảo vụ này ngoài ta ra không còn ai giải quyết dùm hắn hồi 180 ngựa tốt vụng nuôi thành ngựa sống. Ngô ứng hùng thấy vi tiểu Bảo vẻ mặt có điều khác lạ thì cho là gã không chịu giúp mình. Liền nói, tiểu đệ cũng biết vụ này cực kỳ nan dài. Sau khi thành sự phụ vương cùng tiểu đệ quyết chẳng quên ơn vi huynh đệ đã tận tình giúp cho. Vi tiểu bảo tự hỏi tại sao ngô tam quế lại cũng cảm kích ta. a à, phải rồi, ngô tam quế lo không có người nối dõi mong ta giúp vụ này để sinh ra đứa cháu nội. Nhưng cái đó ai mà biết chắc có sinh được con cháu gì không? Gã liền đáp phò mã ra, vụ này tiểu đệ chẳng nắm vững phần nào. Vương gia và phò mã gia đã nói đến chuyện cảm ơn trước. Nếu tiểu đệ làm không thành công há chẳng đáng thẹn lắm ư. Ngô ứng hùng đáp không sao hết, không sao hết, vì huynh đệ cứ làm cho hết sức là cha con tiểu đệ đã cảm ơn lắm rồi. Cả công chúa cũng cảm kích vô cùng, vì tiểu bảo cười đáp phò mã gia muốn tiểu đệ làm việc gì nhất định tiểu đệ cũng phải làm. Ngô ứng hùng tiến gần lại một bước, hạ thấp giọng xuống nói, vụ dẹp bỏ phiên trấn chưa truyền đến Vân Nam, bọn trương đề đốc không hay biết gì hết. Nếu vi huynh đệ chịu tâu lên hoàng thượng cho thu hồi thượng dụ triệt phiên, ban văn thư khẩn cấp chạy 600 dặm một ngày đưa đến Vân Nam thì có thể rút thượng dụ tước phiên về kịp. Vì tiểu bảo ngơ ngác hỏi, phò mã, phò mã nói về việc triệt phiên ư, ngô ứng hùng đáp chính thế đại sự trước mắt còn việc gì lớn hơn việc tước phiên nữa. Đối với vi huynh đệ, Đức Hoàng thượng ngôn thính kế tòng. Vụ này ngoại trừ vi huynh đệ dúng tay vào thì chẳng còn ai xoay chuyển cục diện được nữa. Vì tiểu bảo trương hừng la thầm, trời ơi, té ra mình đoán lầm ý hắn. Hắn nhờ mình việc này mà mình lại tưởng việc kia. Thế có tức cười không? Gã không nhịn được nổi lên chàng cười ha hả Ngô ứng hùng ngạc nhiên hỏi, sao vi huynh đệ lại phi cười? tiểu đệ nói có chỗ nào lầm lẫn chăng? Vì tiểu bảo đáp không phải đâu, không phải đâu, xin lỗi phò mã, tiểu đệ chợt nhớ tới một chuyện khác mà phải bật cười. Ngô ứng hùng trong lòng bất mãn vô cùng, vẻ tức giận lộ ra ngoài mặt, hắn ngấm ngầm nghiến răng tự nhủ. Bây giờ mi cứ việc ngông cuồng đi, rồi đây phụ vương ta dựng cờ khởi nghĩa, thế như trẻ tre đánh thẳng lên Bắc Kinh, ta sẽ bắt thẳng lòi này phanh thấy là muôn đoạn. Vì tiểu bảo nói tiếp, phò mã ra sáng sớm hôm sau tiểu đệ nhất định vào bái kiến hoàng thượng trình bày. Phò mã là muội phu của hoàng thượng thì bình Tây Vương cũng là bậc tôn thần. Hoàng thượng đã không ra quan tấn tước cho vương gia thì cũng chẳng nên rút bớt quyền vị của bậc tôn thần đó vì làm như vậy không khỏi làm công chúa mùi lòng. Ngô ứng hùng đáp, phải lắm, phải lắm, vì huynh đệ quả nhiên đầu óc mau lẹ phi thường, chỉ trong khoảnh khắc đã nghĩ ngay được lý lẽ rất hùng hồn. Tiểu đệ nhất thiết trông cậy ở vi huynh đệ. Bây giờ chúng ta vào tương hội với công chúa, hắn dẫn vi tiểu bảo đến ngoài phòng công chúa để xin vào ra mắt. Mấy tên công nữ hầu cận từ trong phòng công chúa chạy ra mời vi tiểu bảo hãy ngồi chờ ở hoa sảnh bên cạnh. Chẳng mấy chốc công chúa tiến ra sảnh đường lớn tiếng hỏi, tiểu quế tử, sao lâu nay ngươi không vào ít kiến ta, ta tưởng ngươi chết rồi, vào đây mong, vì tiểu bảo vừa cười vừa đáp, tiểu quế tử rất hân hoan được bái kiến công chúa, tiểu nhân cầu chúc công chúa mình vàng khang kiện vinh an vạn phúc. Tiểu nhân ngày ngày mong nhớ công chúa, nhưng thánh thượng phái đi công cán qua nước La Sát, mới về tới Bắc Kinh được mấy bữa nay. Công chúa vành mắt đỏ hoay hỏi, ngày nào ngươi cũng nhớ tới ta ư, ngươi quỷ quái lắm, ta, ta, nàng nghẹn ngào để hai hàng lệ tầm tã tuôn rơi. Vì tiểu bảo thấy công chúa kém tươi, dung nhan rất là tiểu tụy liền nghĩ ngay tới từ ngày nàng thành hôn với ngô ứng hùng, nhất định nàng hờn duyên tuổi phận bất giác gã lẩm bẩm thẳng lòi ngô ứng hùng khác nào một tên thái giám mà công chúa lấy hắn làm chồng thì còn gì hứng thú nữa gã ngó hiện trạng công chúa lại nhớ tới mối tình ngày trước bất giác sinh lòng thương xót liền an ủi công chúa nhớ mong hoàng thượng thì hoàng thượng cũng mong nhớ công chúa tiểu nhân nghe ngài nói mấy bữa nữa sẽ đón công chúa vào cung để huynh muội cùng nhau tự sự vua khang hy chẳng nói vậy bao giờ đây là gã giả truyền thánh chỉ kiến ninh công chúa đã mấy tháng nay ở phủ phò mã, buồn rầu không bút nào tả xiết. Nàng nghe vi tiểu bảo nói vậy cả mừng hỏi, bao giờ hoàng đế ca ca mới đón ta? Người tâu với hoàng đế ca ca sáng mai ta sẽ vào cung thăm y, vi tiểu bảo đáp được rồi, phò mã có việc dặn tiểu nhân sáng mai phải vào cung diện tấu hoàng thượng. Nhân tiện tiểu nhân sẽ tâu xin ngài đón công chúa vào cung. Ngô ứng hùng cũng rất lấy làm hoan hỉ nói, được công chúa nói thêm vào chắc hoàng thượng chẳng bác bỏ đề nghị công chúa bĩu môi đáp hư ta vào công hội kiến hoàng đế ca ca để nói chuyện gia đình chứ không phải để giúp ngươi nói việc quốc gia đại sự gì đâu ngô ứng hùng cười đáp thôi được nàng muốn nói chuyện gì thì nói công chúa đứng dậy vừa cười vừa hỏi vi tiểu bảo tiểu quế tử gần một năm nay ta không thấy mặt bây giờ ngươi vừa lớn vừa cao hơn trước rồi nghe nói ở nước la sát ngươi có tình tứ với một vị quỷ cô nương phải không vì tiểu bảo cười đáp làm gì có chuyện đó. Đột nhiên nghe đánh, bốp, một tiếng, gã bị công chúa đánh một bạt tay nóng bỏng. Vì tiểu bảo la lên, trời ơi, rồi gã nhảy lên như con choi choi. Công chúa cười hỏi, ngươi không nói thực mọi sự, trước mặt ta mà ngươi cũng giả dối ư. Nàng lại giơ tay lên vung trưởng đánh tới, vì tiểu bảo nghiêng đầu né tránh, phát trưởng đánh không trúng. Công chúa nhìn ngô ứng hùng nói, tiện thiếp có việc muốn hỏi tiểu quế tử phò mã bất tất phải ngồi đây nữa. Ngô ứng hùng cười đáp, hay lắm, ta ra ngoài kia bồi tiếp các vị võ quan uống rượu. Hắn nghĩ thầm, mình ngồi đây dương mắt ra mà nhìn vi tiểu bảo bị đánh đòn thì thật trơ mặt quá. Rút lui được là hơn, hắn liền đứng dậy đi ra hoa sảnh. Công chúa đưa tay nắm lấy tay vi tiểu bảo nói, tên tiểu quỷ chết đâm này, người quên ta rồi, nàng vừa nói vừa béo tay thật mạnh, vì tiểu bảo đau quá vừa la vừa nói, không có đâu, không có đâu tiểu nhân vẫn nhớ công chúa lắm công chúa vung chân trái lên đá vào bụng gã vừa đánh vừa mắng tên tiểu quỷ bất lương này ta phải tùng xẻo ngươi nếu ta không kêu ngươi vào thì có lẽ ba năm ngươi cũng không đến thăm ta vì tiểu bảo thấy trong sảnh đường không có người liền giang tay ôm lấy nàng khẽ nói đừng động thủ động cước nữa đến mai chúng ta vào cung trò chuyện công chúa đỏ mặt lên hỏi chuyện gì chuyện con khỉ à nàng giơ tay cùng vào chán gã đánh cốc một cái, biêu lên bằng quả táo. Vì tiểu bảo ôm chặt lấy hai tay nàng nói, ta xử chiêu, song long thưởng châu, công chúa hôn đánh, chụt, một cái rồi cựa mình lùi lại. Vì tiểu bảo nói, chúng ta thân nhiệt với nhau ở chỗ này chỉ sợ phò mã ra sinh lòng ngờ vực. Ngày mai vào cung tương kiến hay hơn, công chúa đỏ mặt lên hỏi, hắn hoài nghi thì làm được gì? Nàng nguyết gã, nét mặt như cười mà không phải cười, nói tiếc, người cút đi cho rành vì tiểu bảo vừa cười vừa trở ra nhà đại sành, gã thấy ngô ứng hùng cùng bốn tên võ tướng đang tranh luận rất hăng. Triệu lương đống và vương tiến bảo đang lớn tiếng, mặt mũi đỏ gay. Hai người thấy vì tiểu bảo ra liền dừng lại không nói nữa. Vì tiểu bảo cười hỏi, hai vị tranh luận chuyện gì, cho tại hạ nghe được không? Trương Dũng cười đáp, bọn tiểu tướng đang bình luận các giống ngựa. Vương phó tướng đây là một tay rất sành ngựa, y mà lựa chọn thế nào cũng được giống lương câu vừa rồi bàn chuyện ngựa vương phó tướng khoe giống ngựa ở Vân Nam rất tốt. Nhưng triệu tổng binh không tin, nói là giống ngựa ở Tứ Xuyên, Vân Nam vào ngắn, không chạy nhanh được. Vương phó tướng lại cho là giống ngựa Vân Nam dai sức, trong vòng 10 dặm có khi không kịp ngựa khác, nhưng sau khi chạy hai ba chục dặm thì càng chạy càng mau lẹ. Vì tiểu bào hỏi, thế ư, tại hạ có mấy con ngựa muốn nhờ vương phó tướng coi dùng gã liền sai thân binh về phủ dắt mấy con ngựa tốt đến. Ngô ứng hùng nói, ngựa của vi đô thống do khang thân vương tặng là một thứ đại huyền lương câu nổi danh, tên gọi Ngọc Hoa Thông. Giống ngựa vân nam bì thế nào được? Vương Tiến bảo nói, ngựa của vi đại nhân dĩ nhiên là hay rồi. Giống đại huyền lương câu ti chức đã biết qua. Hồi ti chức còn ở vùng Cam Túc, thiểm Tây đã được coi rất nhiều giống ngựa đại huyền Giống ngựa này chạy quãng đường ngắn thì mau lẻ phi thường không có thứ ngựa nào bì kịp. Triệu lương đống hỏi, thế còn chạy đường dài thì sao? Chẳng lẽ ngựa đại huyền lại không kịp ngựa ở Vân Nam? Vương Tiến bảo đáp ngựa ở Vân Nam vốn không phải ngựa hay mà chỉ đặc biệt ở chỗ chịu đựng khắc khổ và dai sức. Mấy năm nay ti chức nuôi ngựa ở Điền Bắc, cho ngựa ở đất xuyên giao phối với ngựa Vân Nam sinh được một giống ngựa mới tất tốt. Triệu lương đống cãi, Vương Lão Huynh, Lão Huynh nói chuyện lang bang rồi trước nay ai cũng nói chuyện ngựa càng thuần nhất mới hay, tại hạ chưa từng nghe ai nói giống ngựa tạp trùng lại hay tuyệt bao giờ. Vương Tiến bảo đỏ mặt lên nói, triệu tổng binh, tại Hà không nói giống ngựa pha đều tốt cả, phép dùng ngựa khác nhau, có thứ chuyên dùng để xung phong hãm trận, có thứ chuyên dùng để tải đồ nặng, dù là quân mã cũng phải phân biệt, có thứ đi trăm dặm, có thứ chạy ngàn dặm, quãng đường dài ngắn không giống nhau. triệu lương đống nói, hừ có người vẫn thích giống tạp trùng vương tiến bảo tức qua đứng phát dậy quát hỏi người thoá mà ai là hạng tạp trùng n nói cản rỡ như thế mà nghe được ư triệu lương đống thản nhiên cười khẩy đáp ta nói ngựa chứ có nói người đâu kẻ nào là tạp trùng không nguyên chất có tật giật mình mới động lòng hà tất phó tướng phải nóng này vương tiến bảo càng nổi nóng hơn nói đây là phủ phò mã nếu không thì hừ hừ triệu lương đống hỏi hừ hừ thì làm, làm gì phó tướng muốn động thủ với ta ư? Trương Dũng liền khuyên giải, hai vị mới gặp nhau lần đầu. Hà tất vì câu chuyện bình luận ngựa mà nổi nóng. Này này, ta mời các vị một chung rượu giải hòa, đừng tranh biện với nhau nữa. Trương Dũng hiện làm chức đề đốc, cấp bậc cao hơn cả triệu lương đống lẫn vương tiến bảo. Hai người dĩ nhiên phải nể mặt. Đành nâng chung rượu lên uống nhưng vẫn còn hầm hè trợn mắt lên nhìn nhau. Nếu không có thượng quan ngồi đó thì cả hai người đều tính nóng như lửa chắc là đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau rồi chẳng mấy chốc tên thân binh trở về phủ bá tước đã dắt ngựa tới quần hào liền tiến vào tàu ngựa phía sau để coi ngựa vương tiến bảo quả nhiên là tay sành tướng ngựa hắn chỉ ngó qua là đã nói vanh vách những ưu điểm cùng khuyết điểm của từng con một thậm chí tính nết con vật mười phần hắn nói chung đến bảy tám những tên mã phu ở vi bá tước phủ nghe vương tiến bảo bình phẩm rất lấy làm kính phục chúng tán dương nhãn lực của vương phó tướng không ngớt miệng. Sau cùng đến con ngọc hoa thông của vi tiểu bảo, con này chân dài và béo mập, tướng mạo thần tuấn, nhất là toàn thân lông trắng như tuyết vừa mượt vừa mỡ màng. Mọi người vừa ngó thấy đều cất tiếng reo hò, tán tụng, vương tiến bảo lặng lẽ hồi lâu không nói gì. Hắn coi đi coi lại rồi mới lên tiếng, con ngựa này thật tuyệt hào, đáng tiếc là không biết nuôi dưỡng làm hư hỏng mất rồi. Vì tiểu bảo kinh ngạc hỏi, nuôi dưỡng thế nào mà hư ngựa? Xin ông bạn chỉ giáo cho. Vương Tiến bảo đáp, con ngựa của Vi Đô Thống vốn là một giống lương câu hiếm có trong thiên hạ. Đối với giống ngựa này mỗi ngày cần cưỡi cho nó chạy thật nhanh 10 dặm và đi thong thả vài chục dặm để rèn luyện. Rèn luyện càng nhiều càng hay, đáng tiếc là Vi Đô Thống thương nó, ít khi cưỡi đến. Con ngựa này nhàn rỗi quá, lại được ăn toàn đồ thượng hảo, cả năm chỉ cưỡi nó một vài lần hỡi ơi, chẳng khác chi con nhà giàu sang được cưng chiều quá độ mà thành hư. Ngô ứng hùng nghe vương tiến bảo nói vậy không khỏi biến sắc khẽ khịt mũi mấy cái nhưng không nói gì. Vì tiểu bảo thấy thế biết là mấy câu nói sau cùng của vương tiến bảo đã có chỗ đắc tội với ngô ứng hùng liền bụng bảo giả tội gì ra chẳng nhân cơ hội này mà đâm bị thóc, chọc bị gạo một phen, để tướng soái nhà hắn sinh mối bất hòa. Gã liền nói ta e rằng vương phó tướng nói vậy chỉ đúng phần nào mà thôi thiếu gì con em nhà phú quý mà bản lãnh cao cường. Tỷ như Phò Mã Gia đây là thế tử của Bình Tây Vương. Tuy Phò Mã Gia được cưng chiều, ăn ngon mặc đẹp từ tuổi nhỏ mà có hư hỏng chỗ nào đâu. Vương Tiến bảo thẹn đỏ mặt lên, vội đáp giả dạ, giả, dạ, thế tử của Vương Gia dĩ nhiên khác với người thường. Tỷ chức quyết chẳng dám nói đến Phò Mã Gia, triệu lương đống sen vào. Ta e rằng trong lòng phó tướng coi phò mã ra hay bất cứ ai cũng đều cùng một ruột chẳng khác gì nhau. Vương Tiến Bảo tức giận quắc mắt lên hỏi, triệu Tổng Binh, bữa nay tại sao Tổng Binh cứ nhè tiểu đệ mà bắt bè? Thực ra tiểu đệ chưa có điều chi đắc tội với Tổng Binh. Vì tiểu bảo vừa cười vừa nói, phải rồi, chúng ta không nên vì việc nhỏ mà tổn thương hòa khí. Có điều làm võ quan thường hay khinh khi các vị đại thần nhỏ tuổi trong chiều vốn là chuyện thường. Vương Tiến Bảo vội đáp bẩm đô thống đại nhân, ti chức chẳng có lòng dạ nào dám coi thường đô thống. Triệu lương đống nói, vậy phó tướng coi thường phò mã ra. Vương tiến bảo lớn tiếng, làm gì có chuyện đó. Vì tiểu bảo nói, vương phó tướng, đáng tiếc là phó tướng nuôi được bao nhiêu ngựa đều đề cả ở Vân Nam. Nếu không thì bọn ta được mở rộng thêm kiếm thức. Vương tiến bảo đáp, ti chức nuôi ngựa, dạ dạ, không dám đương. Vì tiểu bảo lấy làm tự kỳ hỏi, hắn bảo, dạ dạ, không dám đương là nghĩa làm sao? Triệu Lương Đống nói ngay, những ngựa hay mà phó tướng nuôi được ở Vân Nam cũng như người chết, rồi không tìm ra được đối chứng. Thưa Vi Đô Thống, ngày tiểu tướng ở Quan Ải cũng đã nuôi được mấy trăm con ngựa hay, ngày chạy được hai ngàn dặm, đêm chạy được ba ngàn dặm. Đáng tiếc là xa quá không thể đưa về cho Đô Thống đại nhân coi. Mọi người nổi lên chàng cười ha ha, ai cũng biết là họ triệu nói móc vương tiến bảo. Vương Tiến bảo mặt giận xám xanh trò vào tàu ngựa ở mé tả lớn tiếng, ba chục con ngựa bên này tiểu đệ đưa từ Vân Nam tới. Triệu Tổng Binh, Tổng Binh lựa lấy 10 con ngựa chạy thi với ngựa của tiểu đệ xem ai thắng ai bài. Triệu Lương đống thấy đám ngựa ở Vân Nam đưa tới đã nhỏ con lại ốm nhắt, lông trụi ra khô, không khỏi cười thầm tự hỏi những con ngựa ốm đói này có chỗ nào là hay là tốt hắn cất giọng cương quyết nhất định là mấy con ngựa của vi đô thống dắt tới ăn đứt đám ngựa ốm đói này do chính tay vương phó tướng điều dưỡng, bất chấp tâm can bảo bối của chúng thế nào, chỉ coi bề ngoài cũng đủ biết. Vì tiểu bảo cười khanh khách nói, anh em bất tất phải tranh luận, phò mã ra, chúng ta cho ngựa chạy đua một cuộc trăng. tiểu đệ lựa 10 con, phò mã ra lựa 10 con cho chạy đua. Bên nào thắng thì được dài. Ngô ứng hùng đáp ngựa của vi đô thống là giống đại huyền lương câu hiếm có trong thiên hạ. Loại ngựa nhỏ ở vân nam của tiểu đệ bì thế nào được? Bất tất phải đua nữa. Dĩ nhiên là bên tiểu đệ chịu thua rồi. Vì tiểu bảo thấy vương tiến bảo lộ vẻ ấm ức ra chiều không phục liền nói. phò mã ra chịu thua, nhưng vương phó tướng không phục. Tiểu đệ tính thế này, tiểu đệ bỏ ra một vạn lạng bạc. phò mã ra cũng bỏ ra một vạn lạng chiều hôm nay hai bên cho ngựa ra bên ngoài chạy đua từng đôi một. Bên nào thắng được sáu keo là ăn rồi, khỏi phải tiếp tục chạy đua nữa. Phỏ mã ra tính thế có được không, ngô ứng hùng toan từ chối nhưng lại động tâm nghĩ thầm, thằng lòi này nhỏ tuổi hiếu thắng, ta cố ý chịu thua gã một vạn lạng bạc để cho gã hí hưng. Hắn liền đáp, được rồi, chúng ta đua chơi một cuộc cũng hay, nhưng này vi huynh đệ, huynh đệ có thua cũng đừng buồn nhé. Vì tiểu bảo hớn hở tươi cười đáp được thì phởn phơ, thua cũng đàng hoàng. Ai lại thua mà buồn bực bao giờ? Gã liếc mắt thấy vương tiến bảo lộ vẻ vui mừng ra khóe mắt thì không khỏi la thầm. Úi cha, coi mặt thằng cha vương phó tướng thì hiển nhiên hắn nắm vững phần thắng. Hay là những con ngựa ốm đói bệnh tật của hắn quả dai sức thật? Không xong, vụ này không xong rồi. Ta phải hí lộng quỷ thần mới ăn đứt được. Bình sinh gã đánh bạc chuyên môn gian lận bây giờ gã nhận thấy cuộc đua ngựa này vị tất đã chắc ăn liền sinh lòng tắc tệ. Gã nghĩ bụng, chiều nay mà đua ngay thì không kịp giờ trò. Gã liền hỏi lại, đã là cuộc ăn thua lớn, tiểu đệ cần lựa chọn thật kỹ. Vậy xin hoãn cuộc đua lại đến sáng mai mới đủ thì giờ chuẩn bị. Phò mã ra có ưng không? Ngô ứng hùng đã định tâm cho ngựa chạy cầm chừng. Trong người keo để vi tiểu bảo ăn chín thì hôm nay hay ngày mai đua cũng vậy thôi. Hắn liền gật đầu ưng thuận. Vì tiểu bảo ở lại phủ phò mã ăn uống rồi coi hát, không nhắc nhở gì tới cuộc đua nữa. Chiều hôm ấy, gã hết sức mời mọc Ngô Ứng Hùng cùng bọn Trương Dũng, Vương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc về phủ bá tước uống rượu, Ngô Ứng Hùng vui vẻ nhận lời ngay. Đoàn người liền kéo nhau sang phủ bá tước của Vi tiểu bảo. Chủ khách an tọa dùng trà rồi, Vi tiểu bảo nói, tiểu đệ xin lỗi ra ngoài một chút để sắp xếp. Ngô Ứng Hùng cười đáp, chúng ta như người một nhà vì huynh đệ bất tất phải khách sáo, vì tiểu bảo nói quý khách giá lâm, tiểu đệ chẳng thể sơ khoáng được. Gã vào hậu đường dặn dò mở tiệc rượu và chuẩn bị lấp tuồng hát. Đoạn gã kêu tên trường toán trong bọn mã phu đến lấy 500 lượng bạc giao cho y và dặn, còn ngọc hoa thông và mấy con ngựa của ta còn để bên phủ phò mã, người qua đó dắt về. Nhân tiện ngươi mua rượu cho bọn mã phu bên đó uống một bữa say bí tỉ, say đến nằm bò ra không còn biết con mẹ gì nữa. Tên mã phu vâng lời. Vì tiểu bảo lại hỏi, người có biết cho ngựa ăn cái gì để bốn vó nhổn ra không còn sức chạy nhanh? Nhưng đừng có để nó ngộ độc mà chết. Tên mã phu đáp, tiểu nhân chưa hiểu ý bá tước ra muốn sao. Tiểu nhân có thể làm được hết. Vì tiểu bảo cười nói, ta nói rõ cho ngươi hay cũng chẳng hề gì. Phỏ mã ra có một toán ngựa đưa từ Vân Nam tới. Y khoe khoang ngựa của Y tuyệt hảo và dai sức. Sáng mai có một cuộc đua ngựa vậy chúng ta đừng để thua mà mất mặt, có đúng thế không? Tên mã phu hiểu ngay liền nói, bá tước gia muốn tiểu nhân cho toán ngựa của phò mã ra ăn thứ gì để cuộc đua ngày mai chúng ta nắm chắc phần thắng phải không? Vì tiểu bảo cười nói, đúng thế, người khá thông minh đấy, cuộc đua ngày mai ăn thua lớn. Bên ta mà thắng thì ngươi cũng được dự một phần tiền thường. Vậy ngươi lén lút hành động vụ này cho thật khéo và cần dự kín đáo. Chớ để bọn mã phu bên phủ phò mã biết tí gì mới được năm trăm lạng bạc này để cho ngươi mời khách uống rượu, đánh bạc, chơi gái, hay muốn làm con mẹ nó cái gì thì làm. Cốt sao bọn mã phu kia say ly bì không biết trời đất gì nữa rồi ngươi sẽ hạ thủ. Tên mã phu đã xin bá tước gia cứ yên tâm, tiểu nhân hành động nhất định thành công theo ý của bá tước gia. Vụ này chỉ cần mua mấy chục cân bã đầu, trộn ít thuốc vào cho ngựa ăn để phân ứ lại một đêm rồi sáng mai chạy đua thì đến loài rùa cũng thắng được chúng.